quy luật cân bằng quy luật cân bằng anh chị. À, cho tôi hỏi là bao trong số anh chị ở đây đã cùng với tôi đi qua à, năm quy luật trước rồi à, quy luật à, đầu tiên là quy luật hấp dẫn thứ hai là quy luật tập trung thứ ba là nhất quán thứ tư là gì ạ? À? Thứ tư là trong ngoài đúng không ạ? Và hôm nay mình sẽ cùng nhau đi qua quy luật cân bằng anh chị ha vâng tập trung nhất quán hấp dẫn trong ngoài và nhân quả và thứ sáu cái số sáu anh chị là quy luật cân bằng à, những anh chị nào đã cùng tú đi qua được năm quy luật rồi cái mình số năm đi ạ à. còn những anh chị nào mà chúng ta là người mới trong buổi tối ngày hôm nay hoặc là những cái buổi trước mình học không có kịp ấy thì các anh chị hãy liên hệ chủ nhóm của mình để mà chúng ta nhận được cái đường link xem mà những ngày trước anh chị nha bởi vì sáu quy luật vũ trụ nó sẽ gắn kết và có sự liên kết với nhau cho nên là mình hiểu hoặc là thiếu uh, thiếu một trong uh, sáu cái là không được Mà các anh chị phải nắm nằm lòng hiểu rõ hiểu kỹ và ứng dụng vào trong cuộc sống của mình để mà chúng ta có thể đạt được những cái kết quả và cái cuộc sống của mình nó sẽ uh, phát triển và đi lên như cái điều mà chúng ta mong muốn ừ. và hôm nay mình sẽ đi qua quy luật uh, cân bằng anh chị Uh, gọi là làm sao để mà chúng ta hiểu được uh, cái quy luật này và làm thế nào chúng ta tạo ra cái dòng tiền như mình mơ ước, uh, dòng tiền trăm nè, uh, dòng tiền tỷ nè và tạo ra những cái tài sản lớn. tất cả mọi ca mọi điều mà chúng ta mong muốn anh chị nó đều có công thức nha. tất cả mọi điều mà chúng ta mong muốn đều có đều có công thức và bao trong số anh chị chúng ta uh, rất là mong muốn làm chủ cái quy luật này và làm chủ được cái công thức giúp cho các anh chị biết cách để chúng ta tạo ra dòng tiền trăm và tiền tỷ như mình mơ ước để chúng ta có một cái cuộc sống như mình mong muốn thì comment tôi Cái điều rất là quan trọng anh chị Vâng và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua chủ đề này anh chị nha à, Bởi vì bản thân của tôi anh chị ngày trước cũng là một uh, cô gái nhân viên bán hàng thôi anh chị à, Vừa tốt nghiệp 12 xong thì uh, khoảng uh, 6 tháng sau thì tôi đi làm nhân viên bán hàng Với mức thu nhập là chỉ tầm có 5 triệu một tháng thôi Và thời điểm đó anh chị tôi không biết về À, và cũng không biết và không hiểu về cái quy luật này nha. Có nghĩa là mình làm theo bản năng thôi. Mình biết cái gì mình làm cái nấy thôi. Và cho đến khi mà tôi hiểu được cái quy luật này á, khi mình được học từ những người thành công anh chị và mình đọc được từ những trang sách thì những cái cuốn sách của những tỷ phú trên thế giới. Đặc biệt là tôi đọc được cái quy luật này anh chị trong quyển sách mà bí mật tiêu trị phú À, bao trong số anh chị tôi hỏi là đọc quyển sách bí mật tiêu trị phú nhưng rất là nhiều lần rồi nhưng mà anh chị không thấy được cái quy luật này nằm ở đâu à? có anh chị ở trước khi biến câu lạc bộ chúng ta đã đọc về sách à, gọi là gì? quyển sách bí mật tư duy trị phú không anh chị? À, bao trong số anh chị đọc rồi mà bây giờ nghe tôi nói bất ngờ là ủa cái quy luật nó có trong đó à? dạ à, tác giả không có nói đâu anh chị mình phải có cái đủ cái sự tập trung nghiên cứu và ứng dụng thực tế đúng rồi thì mình mới thấy được anh chị nha anh chị biết nằm trong tư duy nào tư duy triệu phú số 4 đó anh chị nhưng mà thật sự với anh chị là không ai không ai biết đâu đọc không biết đâu anh chị nha lơ, mơ lơ mơ vậy thôi và chính một trong khi mà tôi đọc được học từ những người thành công à và tôi được đọc từ những trang sách của những người thành công anh chị đó giúp tôi gia tăng cái niềm tin và cũng như cái sự hiểu của mình về quy luật cân bằng ừ. Nên là khi mà tôi đặt ra cái mục tiêu là mình có cái thu nhập 100 triệu một tháng ấy, là đặt ra cái mục tiêu đầu tiên anh chị. Mục tiêu là mình và Tú nghĩa là mình đặt ra là khi mình đã đặt ra 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu, 70 triệu thì mình đều đạt được đúng không? Và Tú rất là mong muốn là mình lên cái con số, chính con số là 100 triệu một tháng. Và ở đây tôi tin chắc là có rất nhiều anh chị cũng ở đây như vậy nghĩa là mọi người có thể hoàn toàn có thể kiếm được cái mức thu nhập dưới 50 triệu hoặc dao động từ 50 cho tới 80 nhưng mà mình chưa bao giờ gọi là làm mọi cách bằng mọi giá làm các kiểu làm đủ trò làm đủ kiểu nhưng mà chưa bao giờ nó có cái sự bứt phá là 100 hoặc là không duy trì được đúng không ạ à? và khi mà tôi biết về cái công thức này anh chị nha biết về cái công thức là hiểu và ứng dụng quy luật cân bằng ấy thì tôi đã ứng dụng cho cái mục tiêu là thu nhập 100 triệu một tháng của mình. Tại vì nó là cái cột mốc anh chị nha, sau đó mình sẽ tiến đến những cột mốc cao hơn là 150, 200. Và anh chị biết không ạ, là tú đặt ra nhưng không hời với nha. Nghĩa là không bị vóng và không phải là mình kỳ vọng hay mình cũng không phải là mình ngồi mình uh, mơ mộng hay là mình hy vọng kiểu viễn vông rồi. Mà khi tôi hiểu về các quy luật vũ trụ của anh chị, đặc biệt là quy luật cân bằng thì tôi tin chắc rằng là cỡ nào mình cũng đạt được. Và cuối cùng rất là tuyệt vời anh chị Và Vào năm 2019 thì chúng đã chạm được vào cái cột mốc là thu nhập 100 triệu một tháng Và sau đó từ từ nó tăng lên Nó tăng lên anh chị Bởi vì chúng đã hiểu và làm đúng công thức Chứ không phải là mình ngồi mình hình dung tưởng tượng Rồi mình không biết là làm sao mình đạt được và bằng cách nào và công thức nào nha Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rất là kỹ anh chị Hiểu đúng, hiểu đủ và chúng ta dần dần ứng dụng từng bước một và anh chị nhớ nha, kiến thức ấy là để áp dụng và khi mà anh chị đã có kiến thức rồi ấy, thì anh chị áp dụng và biến nó thành của mình khi nào mình có kết quả thì là kiến thức đó là của mình chứ khi nào mà mình chưa có kết quả thì nó vẫn nằm ngoài da thôi nằm ngoài da thôi anh chị và anh chị nhớ là kiến thức cái không phải để để khè người khác có kiến thức không phải để khen người khác hay là có kiến thức để uh, chỉ biết là, là tôi có tôi biết cái kiến thức đó tôi biết quyển sách đó tôi biết rồi tôi hiểu rồi dạ vâng anh chị chỉ được nói cái câu là tôi biết rồi và tôi hiểu rồi khi và chỉ khi mình có kết quả anh chị hả là tiền trong túi và tài sản trong tay tiền ở đây em phải tiền chục đâu ạ. À, mà tiền trăm và tiền tỷ thì mình mới được quyền nói là mình biết rồi và và tôi hiểu rồi. Được rồi, anh chị ơi. Và cho tôi hỏi nha. À, bao trong số anh chị chúng ta ở, ngồi trong phòng Zoom này chúng ta đang làm văn phòng, làm cơ quan, làm công ty. Nói chung là đang nhận lương ấy mà mình đã làm từ 5 năm trở lên rồi. Làm rất chăm chỉ, nhiệt huyết, vất vả cực lực ngày nào cũng đi làm và đi về trong sự hối hả sợ kẹt xe tranh thủ về tranh thủ đi rồi xong mà trên đường thì ăn uống ngoài đường có gì ăn đó bánh mì mua bánh mì gặm thấy um, xôi sôi thì mua sôi ăn vô không có quan tâm là có dinh dưỡng không rồi có đầy đủ chất không không quan tâm ăn trong sự hối hả đi làm trong sự vội vã và bao nhiêu trong số anh chị chúng ta đã làm việc uh, Có nghĩa là mình nhận cái lương ấy, anh chị Trên uh, 5 năm rồi Mình làm trên 5 năm rồi Và mình làm rất chăm chỉ cực lực Cống hiến rất nhiều luôn Nhưng thu nhập của mình nó không tăng được bao nhiêu hết Thì cảm ơn tôi ạ Hoặc nó có tăng nhưng mà nó không có xin dê gì So với những cái lạm phát Hay những cái sự biến động của nền kinh tế Có không ạ rồi là nhóm nhóm như anh chị thứ nhất à nhóm thứ hai là những anh chị nào mà chúng ta từng làm một công việc văn phòng làm công ty làm cơ quan gì đó nói chung là nhận lương sau đó là mình đã thoát ra và mình tự đi kinh doanh hoặc là mình song song vừa làm công ty cơ quan nhận lương mà mình vừa làm kinh doanh ấy. mình làm cả hai mình tưởng nó sẽ khá hơn nhưng nhưng mà không anh chị nó mệt hơn nhưng mà thu nhập nó không tăng lên hoặc tăng lên nhưng mà nó cũng không có senior nhê gì đâu ạ. À. Thì cảm tôi tưởng thế nào, tưởng là ra kinh doanh là ban ngày đi làm cơ quan rồi ban đêm về làm kinh doanh là tưởng là ngon lành ha. Thế nào ai dễ ít hơn ít hơn cả lúc mà mình tập trung mình làm mình thôi Hoặc là nó còn mệt hơn nữa anh chị. Cuối cùng mà ban ngày đi làm cơ quan rồi giờ lo cơm nước chồng con xong tối về làm kinh doanh cuối cùng là còn bộ xương khô còn bộ xương khô anh chị anh chị nhớ một cái điều này nè khi có một chị nói là có làm chị có vừa song song hai cái nhưng mà chị không thành công khi anh chị ra anh chị làm kinh doanh ấy. anh chị muốn kinh doanh thành công nha trừ khi anh chị phải hiểu về bản chất về kinh doanh <laughs> và anh chị phải được một cái người thầy hay một người nào đó đã thành công rồi họ chỉ cho chúng ta cái chiến lược. Kiến thức tư duy thì mình mới bứt phá được. Còn nếu anh chị lao ra, anh chị tự mò, anh chị mang tư duy của một người đi làm thuê mà ra kinh doanh ấy, thì kết quả hiện tại nó cũng hao hao như hồi trước mình đi làm văn phòng mình làm thuê thôi. Nó cũng khá lên xíu thôi chứ nó không có đủ giúp cho mình có được cái cuộc sống và mức sống như mình mong muốn. Đây đúng rồi. Chị bảo là chị vừa làm văn phòng cơ quan và làm kinh doanh đúng là vất vả áp lực thật. Hoặc là thậm chí có những anh chị là đi kinh doanh theo xu hướng là kinh doanh online đi. Nhưng mà vẫn tàn tàn thu nhập anh chị. Y như hồi mình đi làm thuê với làm văn phòng rồi đó. Tưởng thế nào ra làm kinh doanh như cũ anh chị ơi. Thu nhập lợi nhuận của mình y chang như lương văn phòng rồi đó. Anh chị thấy quen không bao trong số anh chị chúng ta đang như thế hoặc đã từng như thế à? làm hụt hơi ta hút hụt hơi luôn anh chị vì anh chị biết sao bởi vì mình mình không có hiểu về những cái quy luật vũ trụ đặc biệt là quy luật cân bằng <laughs> cứ làm cứ làm làm lũi thôi anh chị làm 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 làm, làm vậy thôi đầu tháng đi làm à, cuối tháng có lương rồi đầu tháng hết lương hết lương thì à, à, cuối tháng lại có lương tiếp và cuộc sống nó cứ quay đều quay đều quay đều và tôi cũng như thế anh chị tôi làm nhân viên bán hàng 2 năm ừ. có thời điểm còn làm cộng tác viên nữa và mình thấy nó cũng không khá là anh chị mình nghĩ là mình từ bán hàng mình chuyển sang cộng tác viên mình cũng nghe có vẻ như ai là mình cũng nhập hàng về kinh doanh đồ ha cũng giống như là men danh là bà chủ này đúng không à. xong về bán được uống hết luôn anh chị <laughs> uống hết luôn Thời à, điểm tôi bán ý anh chị ha có nhập làm cộng tác viên cho yến nè à, thời điểm mà uống nó bổ quá anh chị thằng mấy ký luôn có mình mình uống à. với mẹ mình rồi gia đình mình uống rồi thành ra là anh chị biết nhập một trăm một trăm mười triệu tiền yến mà một năm chợ không bán được một năm thì một năm đầu tiên là tôi làm nhân viên bán hàng năm hai thứ hai là tôi làm cộng tác viên nhập trăm triệu tiền yến anh chị yến mà nó đóng như trong hộp ấy đóng ở trong hũ anh chị về không nói xong bán không được bây giờ công ty thì cũng không có bảo gọi là không có nhận lại giùm mình thế là mình mang về nhà uống xong rồi uống bao nhiêu tháng tôi phải nói là uống gần 6 tháng hay sao à, vâng tăng cho mấy ký luôn <laughs> và cho tới khi anh chị tôi hiểu dụng cái điều này nè đúng rồi làm cực quá trời áp lực mà còn bộ xương khô mà giá trị thu nhập không tăng phải chi nó tăng thì mình cũng được an ủi anh chị nhỉ còn cái này nó không tăng mà mình còn không khỏe nữa coi như là làm mà rụng rờ tay chân luôn vào gym mà coi như ngất ngay con gà tay luôn học tập trung không nổi luôn có không ạ có anh chị ở đang học gym mà đang gọi là đang quay cuồng không đang quay cuồng công việc ở công ty xong rồi gia đình này mới sẵn tay áo rồi vô dọn dẹp rồi rửa tay đồ ngồi bút vỡ vô ngồi lính qua lính quính anh chị cuộc sống nó cứ không có gọi là gì à. không có một cái nhịp để mình thở luôn thở đây tôi nói là thở theo cái nghĩa ẩn dụ đó. là mình bị cuốn theo anh chị nó, nó làm cho mình không có tận hưởng cho những cái điều tuyệt vời trên cái hành trình của mình luôn mà anh chị ơi cuộc sống là một cái chiến phiêu luôn cuộc sống là một cái sự đơn đơn hoa kết trái mỹ mãn và cái cuộc sống này nó khác xa với sự tồn tại đơn thuần anh chị mà hầu hết chúng ta là bị xa lầy về những cái tiểu tiết vụn vặt nên là mình không có cảm nhận và không có nhìn thấy được những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống này có anh chị có bao giờ mà đến một cái nơi nào đó và anh chị ngồi anh chị ngắm ngắm cảnh hoặc là ngắm cái sự bình yên ở nơi đó và không có lo lắng hay không có lo to như về cuộc sống không ạ? À? chắc khó ạ à nhà ba việc <laughs> đúng không anh chị ơi khó luôn á thậm chí là đúng rồi vâng thậm chí là sao anh chị thậm chí là nhiều khi là đoạn đường mình đi làm ấy có rất là nhiều cái đẹp đúng không có rất là nhiều cái điều tuyệt vời mình không nhìn thấy anh chị tối ngày cứ bằng bằng à. cơm nước rồi chồng con rồi con cái là cứ quanh đứng quanh nó chạy về nhà thôi không có cảm nhận được cái điều tuyệt vời trên cái hành trình của mình đi và mình hối hả hả như vậy đến năm 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi và mình nhận ra giờ à? mình không biết mình theo đuổi cái gì nữa. Có anh chị ở đây như thế không ạ? Mình không biết là mình đang theo đuổi điều gì nữa. Nhiều khi mình ngồi mình trở lại mình suy nghĩ mình theo đuổi cái gì với ta mà bây giờ sức khỏe không có, nhan sắc cũng không tiền bạc cũng không tài sản thì nói chung là cũng lọt đọt rồi chưa dương khoản này chưa dương khoản kia ừ. đúng rồi nên nếu mà chúng ta không làm điều gì đó khác đi anh chị thì cuộc sống mình nó sẽ mãi như vậy đến khi mà các anh chị kết thúc cái hành trình cuộc đời của mình Đúng rồi làm quần quật không có suy nghĩ nói chung không có thời gian suy nghĩ luôn anh chị anh chị thấy đúng không? Và trong số anh chị thấy như vậy à? Làm nhiều khi không biết mà mình uống nước hay chưa luôn, nhiều khi bụng đói kệ nó luôn anh chị, nhiều khi mình còn hù nó nè, làm không xong mà đói luôn đi chứ giờ không 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 làm cho xong mà tiền đâu mà ăn, thôi giờ đói trước đi cho quen, đói trước đi cho quen giận đúng không? À, đúng rồi không có nhớ gì hết trơn sức khỏe thì không có gia đình thì bỏ bê rồi con cái thì nói chung là không hòa hợp với mình rồi cũng mất kết nối và đến khi mà mình nhận ra anh chị đến khi mình nhận ra may mắn là các anh chị đã nhận ra điều đó sớm chứ bây giờ mà nhận ra năm 80 tuổi thì thật mà thật sự nếu nhận ra sớm hơn cũng biết làm sao để thay đổi hết trơn anh chị bây giờ thời điểm mọi thứ nó đều có những cái lý do nó anh chị ha đúng người đúng thời điểm cho nên các anh chị hãy biết ơn bởi vì các anh chị được sinh ra đúng thời kỳ mà cái thời điểm mà các anh chị biết về những cái giá trị tuyệt vời này nè là các anh chị vẫn đang trong cái độ tuổi rồi là vẫn còn có thể là nhiệt huyết và cống hiến cũng như là mình dành cái sự cái thời gian và công sức của mình để xây dựng lại một cái hành trình tuyệt vời không cuộc sống nó là một chiến phiêu lưu anh chị ơi một cái hành trình tuyệt vời mà chúng ta giống như một cái vườn cây ấy. nhiều khi là anh chị không có ngắm nó thật sự có rất là nhiều những cái đẹp cái anh chị bảo cây cỏ cây cỏ không có đầu đẹp cây cỏ đất cát không nhưng mà thật sự là do là mình không có thời gian mình ngồi mình ngắm nhìn nó nên thành ra mình thấy nó chả có cái gì đẹp hết trơn mình không tận hưởng được anh chị lắm lúc rồi có những cái địa điểm đẹp trên thế giới là những cái danh lam thắng cảnh đẹp ở việt nam và trên thế giới mình nhìn mình nói chợ tốn thời gian tốn tiền nhà kiếm tiền sướng hơn đúng không ạ nhà cậy thì mấy ngày nữa có được nhiều tiền <laughs> đúng không anh chị đó cho nên là bản thân tú ngày xưa cũng như thế cũng làm lũi cũng làm chạy từ 6 giờ mấy đi làm ở trên tân bình xong rồi 7 tám giờ tối bắt đầu là, là chạy về xong mệt rã người luôn anh chị thật sự đó chỉ muốn ngủ thôi ngủ xong bắt đầu sáng hôm sau tiếp tục như vậy và tự dưng là tú bừng tỉnh đó anh chị, tôi nói ủa, cái đây có phải là cái cuộc sống mình đã từng mơ ước không? Tại vì ngày xưa anh chị lúc mà tôi còn bé, mình nhiều, mình mơ, mơ mộng nhiều lắm, mình mơ mộng nhiều lắm anh chị. Thành ra là tự nhiên mình thấy là ủa sao cái cô gái mơ mộng mà cái cô gái mà à, từng nói là mình sẽ cho mình cái cuộc sống như vậy mà tự nhiên là bây giờ lại bị cuốn theo những cái điều mà nó làm cho mình hủy hoại cái cái nhan sắc của mình, cái sức khỏe của mình và mình không biết yêu thương mình luôn à, điểm đó anh chị biết không gọi là nhà tôi mà muốn gặp tú rồi chắc khó luôn á tại tú làm xuyên tuần anh chị làm từ lúc mà nhà nhà tú chưa mở mắt ra đi làm rồi cho tới khi mà chiều tối về thậm chí là ba mẹ mình ở bố mẹ mình ở cùng với mình á chị lúc mà tôi chưa lấy chồng ấy là ở cùng với mẹ ba mẹ mà mà ba mẹ mình nhiều khi nói mà mình chặn lòng anh chị ha trời con tôi làm mà riết là tôi tưởng nó đi lên ở một cái nơi xa xôi nào nó đi làm hay là nó đi học ấy tại vì không bao giờ gặp được anh chị ở chung nhà mà không bao giờ gặp được luôn chỉ có một cái cầu thang trong nhà đi thôi à, có cái cầu thang phải chia hai ba cái cầu thang thì nó cũng đỡ đi này có một cái cầu thang à. mà cái phòng của tố là đó diện phòng của uh, bố mẹ tố ấy, anh chị chị chỉ bước qua cái là thấy nhưng mà bữa tôi đi từ sớm xong tôi về tối mà người lớn thì tầm chín mười giờ là người ta đi ngủ rồi anh chị mà tôi về tới lúc đó là tôi ăn uống cái là tới 10 giờ mà toàn ăn toàn sau chín giờ thôi anh chị ăn sau chín giờ thôi ăn xong rồi nên dẫn ở thời điểm mà có thời điểm tôi bị không được khỏe về cái hệ tiêu hóa của mình luôn tại vì anh chị biết là ăn sâu 8 chín giờ nó đâu có tốt đâu ừ. và sáng thì mình đi từ sớm mà, mẹ mình từ 7 tám giờ mới dậy mẹ tôi làm mẹ tôi cũng làm kinh doanh à xong rồi mẹ tôi nói một câu mà tiên tôi chạnh lòng và tôi nói là lúc đó tôi tự an ngủ mình như vậy nè không sao mình quyết tâm rồi tầm 3 năm thôi 3 năm tới 5 năm thôi mình sẽ tự do về tài chính thời điểm nó không biết tự do về tài chính là gì anh chị ha Tại vì cũng nghe những cái người mà làm trong cái nơi làm việc của mình ấy họ nói là uh, phấn đấu đi sau này sẽ được giám xếp này, sẽ được giống như trưởng phòng kia, anh trưởng phòng nọ. Thế mình cũng nói ừ mình phải tự do tài chính tháng mà kiếm 50 triệu là mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Còn bây giờ mình đang cái bước nền tảng, mình tự động viên mình tự an ngủ mình thôi anh chị. cái làm sau 2 năm thu nhập vẫn nằm ở đó. Mà mình thấy là thời gian trôi qua mình không có thời gian bên cạnh bố mẹ mình nhiều. Cháu mình thì ngày càng lớn từ lúc mà mình đi làm mình nó còn bé xíu rồi tới khi mà mình nhìn qua mình thấy ủa chưa gì sinh nhật lần bốn lần năm rồi và tí mình nhìn lại anh chị mình mình bị hoảng hốt và mình giật mình nó, ủa mình đang theo đuổi gì vậy ta phải chỉ theo đuổi cái cái hành trình này nó có tiền nó có được cái mục tiêu và có được cái kết quả mình mong muốn thì mình cảm thấy nó xứng đáng còn hai năm 2016 2017 anh chị và cả giữa 2018 với một nửa của 2015 mà tại vì tôi tốt, tốt nghiệp à, lớp 12 á, vào tháng 7 2015 ừ. là sau đó là tôi ra là tháng 8 tháng 9 bắt đầu là đi tìm cái cơ hội làm nói chung là đi làm việc nói chung là đi tìm cái cơ hội làm giàu là đi tìm và nghĩ rằng là mình làm từ từ mình sẽ lên những cái vị trí cao hơn và nhiều tiền hơn và sau hành trình hơn hai năm mấy gần 3 năm cái mình thấy mình không có vui Mình cũng không cảm thấy thoải mái Mình cũng không có tiền Tiền không có nhiều Tháng được có 5 triệu Tiền xăng xe ăn uống là hết rồi anh chị Mà tôi quyết định là mình chuẩn lại anh chị ha Mình chuẩn lại để mình nhìn lại cái cuộc sống Và nhìn lại là mình đang muốn cái điều gì Mà tôi lang thang anh chị lang thang 6 tháng Không dám nói với mẹ mình nghĩ làm Tại sợ mẹ lo Thành ra tôi lang thang là tôi Cứ buổi sáng thì đi muộn một xíu tối thì chiều tối thì về sớm xíu ở bên ở cạnh gia đình thời điểm đó, mẹ cứ hỏi là mặt mình sao buồn 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 thật sự là buồn rồi đúng rồi anh chị tại vì tương lai nó mù mịt quá không thấy gì hết trơn không thấy gì hết trơn anh chị và thời điểm mà tôi hà lang thang ở những cái quán hai lần đó anh chị hai lần và anh chị biết một cái điều mà tôi cảm thấy là mình bị chậm lại so với thế giới anh chị biết cái gì không thời điểm mà tôi đi cà phê hai lần thì anh chị biết hai lần đó là đi vô uống ấy anh chị gọi nước order tại quầy thì sẽ có một cái thẻ nó rung đúng không? Thì anh chị tới lấy nước. <laughs> mà anh chị biết không? Tú là bạn biển số xe máy là Sài Gòn. Xong mà tôi vô quán cà phê tôi ngồi. Tôi ngồi nha. Thế xong tôi mới khiều cái bạn nhân viên đi qua tôi nói chị ơi cho em order. Cái bạn nó nhìn Tú. Bạn nó nghe giọng hỏi chị mới lên Sài Gòn hả? Nó như không quê Sài Gòn chị ơi. Biển số xe Sài Gòn kìa. Nói order hai lần bao nhiêu năm nay là chị order phải lại quầy cơ. Có cái thẻ. Dạ vâng chỗ lúc đó thề luôn á anh chị mà có cái lỗ chui xuống chắc mình cũng chung xuống luôn <laughs> có nghĩa là mình mình lao ra mình làm mà mình không biết thế giới ngoài kia nó có cái gì luôn anh chị ạ à? chỗ mình quê mình nói dạ vâng à chắc em lần đầu tiên do em hay đi mấy cái quán kia nhiều hơn chứ em không có đi này em không biết và chính cái điều đó nó làm mà tôi có một cái điểm chạm nữa anh chị điểm chạm nữa mình nói thôi xong mới có hai năm mà không có ra ngoài kia tối ngày úp mặt như trong cái văn phòng làm việc của mình thôi mà nó như thế mà 20 năm chắc mình thành người người tối cổ luôn anh chị <laughs> hai năm chắc thành tối cổ luôn. Nên mày quá kịp thời nhận ra. Xong tôi lang thang anh chị và cuối cùng tôi đã gặp được những người thầy và những vị, vị quý nhân của mình đã chia sẻ cho mình những cái điều rất là tuyệt vời và trong đó là chính là quy luật cân bằng anh chị ha. Tôi đã hiểu và bắt đầu ứng dụng cái quy luật này tốt nghiệp và anh chị ghi lại cái khái niệm về quy luật cân bằng nè nên anh chị nào cũng đang giống như tú á anh chị ạ. thì chúng ta hãy học tập một cách nghiêm túc anh chị cuộc sống anh chị nó sẽ không bao giờ tốt lên được nếu anh chị không tốt lên nó sẽ không tốt lên bằng cách là anh chị lao ra ngoài kia làm thật nhiều nó sẽ không tốt lên thà bằng cái cách là anh chị sẽ làm hai ba công việc trong một lúc mà nó chỉ tốt lên khi cái này của anh chị nó thông thái hơn thôi. Tại vì nếu mà các anh chị không có những cái sự thông thái hơn, không có những sự hiểu biết hơn thì những cái sự lựa chọn mà các anh chị có thể lựa chọn nó chỉ nằm ở trong trong những cái lựa chọn trước giờ anh chị đang chọn thôi. Đúng hay rất đúng ạ. À? Có phải trước giờ là anh chị không bao giờ nghĩ rằng là sẽ có những cái cơ hội kinh doanh nào mà các anh chị có thể ngồi tại nhà và kinh doanh toàn cầu? Các anh chị không bao giờ nghĩ rằng là có thể là có công việc kinh doanh tạo thu nhập thụ động Anh chị chỉ có nghĩ rằng là trời tay nghe mắt thấy tay sờ mới tin Ở đây làm buộc mặt đây mặt bằng tháng thơi mười mấy hai mươi triệu đây còn chưa xin nha gì ai làm thì có cái chuyện mà uh, kinh doanh online kinh doanh mặt bằng trên uh, online mà có thu nhập vài trăm triệu thậm chí không giới hạn thậm chí là không cần nhập hàng về mà cái kho hàng là nằm ở toàn cầu luôn là trong tâm trí anh chị có những cái lựa chọn là một là đi làm thuê hai là đi kinh doanh nhưng mà kinh doanh là phải nhập hàng về kinh doanh là phải có gì à? mặt bằng phải có bản hiệu còn mà không có bản hiệu không gọi là kinh doanh không có mặt bằng là không gọi là kinh doanh phải có thì người ta mới gọi mình tiếng ông chủ bà chủ nghe oai nhỉ nhưng trong túi không có tiền nên anh chị ghi lại với tú nha cuộc sống của anh chị ấy, nó chỉ tốt lên khi mà chúng ta tốt lên cuộc sống của mình nó chỉ tốt lên thì mình tốt lên thì mình thông thái hơn khi mình thông thái lên thì mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn anh chị ngoài kia thế giới ngoài kia thế giới thay đổi từng giây từng phút luôn từng giây luôn anh chị chứ không phải từng từng giờ đâu nha mà mình thì vẫn ở là ở trong lũy che làng của mình vẫn tay sách nách mang sáng đi làm chiều tối về ok đó là cái duy trì cuộc sống của chúng ta nha anh chị phải xác định là tạm thời thôi rồi mình vậy? phải tìm cái hướng mình phát triển mình chuyển hướng anh chị học chiến lược kinh doanh học về kinh doanh học để lựa chọn những xu hướng kinh doanh chúng ta đừng kết thúc một cái cuộc sống mà mình may mắn được ban tặng cái cuộc sống này anh chị có rất là nhiều đứa trẻ không may mắn được ờ, không may mắn được sinh ra và chúng ta rất là may mắn là đã được ở vũ trụ gọi là cho mình cái sự sống bố mẹ mình cho mình cái sự sống này cho nên mình đừng có sống hoài sống phí anh chị sống một cuộc sống gọi là tầm thường le lối không ai biết tới mình hết và không có tận hưởng được cái hành trình này để rất là ổn. Các anh chị có muốn đi cưỡi tầng lọc ở hà lan không ạ à? à không nhầm anh chị cưỡi <laughs> tuần lọc ở bắc âu mà ngắm bắc cực quang không ạ à? giải lụa gọi là huyền bí của thế giới anh chị à giải lụa huyền bí của vũ trụ đi ngang qua khu vực đó vâng 240 triệu <laughs> đúng nghiên cứu hết rồi anh chị để đi chứ Các anh chị có muốn khám phá gọi là gì châu Âu không ạ khám phá nước Mỹ không ạ cảm phá Canada anh chị ơi và Nhật Bản xem coi tuyết Nhật Bản khác gì nhiều người buồn cười lắm nói vậy nè trời đi ngắm tuyết lạnh thấy mồ về đá ra đập đập đá ra rồi <laughs> là lạnh nó được rồi xi nhê gì tuyết ở đây lên Sapa có cũng mấy hồi đâu so sánh được Nhật Bản Hàn Quốc với Sapa được anh chị ai mà so sánh như thế là đen bao biển thôi cho cái sự nẹ, yếu năng lực của mình không có tiền gì ra thế giới đâu anh chị chứ ai nó thật anh chị ai mà không muốn sướng ai à, muốn trải nghiệm chỉ là có điều mà mình không có biết đường đó, nên thành ra mình cứ à, bao biện là ở Việt Nam cũng đầy cảnh đẹp ở thế giới nó có có nhiều điều đẹp anh chị Việt Nam đẹp thì thế giới cũng nhiều điều đẹp mà đúng rồi ngắm tuyết ở nước Phú Sĩ nè à, sang năm đầu xuân 2025 anh chị coi tập bọn mình đi trượt tuyết ở Nhật Bản ừ. anh chị đăng ký đi cùng không tháng 10 thì đi Hàn Quốc mùa thu 2025 thì đi trong Âu. Vâng. Hành trình bắt đầu từ ngày hôm nay ha. Mà bắt đầu lâu rồi mà chứ mà bắt đầu từ ngày hôm nay. Đúng rồi, cuộc sống với là trải nghiệm anh chị nha. Và Tú đã thích và muốn cái cuộc sống như thế nên là Tú đã dừng lại và nhận ra là mình đã đánh rơi cái nhịp nào rồi anh chị. Vâng và quy luật cân bằng anh chị nha là những gì mà chúng ta nhận được những gì mà chúng ta nhận được và cái công thức tối ngày hôm nay sẽ giúp anh chị chinh phục được cái điều đó đó quan trọng là sau khi anh chị học xong anh chị phải ứng dụng chứ phải tôi nói đây xong mình hào hứng mình vui vỗ tay đồ xong tắt dùm mà kết thúc dùm cái kiến thức là quăng vỡ quăng bên là coi như xong rồi kiến thức tối ngày hôm nay sẽ giúp anh chị đạt được điều đó tại vì để đạt được những điều đó anh chị phải có thu nhập tiền trăm tiền tỷ mới làm được chứ Giờ thấy 10-20 triệu ăn còn không xong Sao dám nghĩ tới đi Nhật Bản cho hâu chơi Đúng rồi, rất đúng ạ à. Nên cái công thức tối hôm nay ship anh chị là tạo được thu nhập tiền trăm, tiền tỷ đó ừ. Nha Rồi anh chị ghi lại quy luật cân bằng đi ạ à. Những gì mà chúng ta nhận được Như là tiền tài sản vật chất hay kể cả tinh thần của mình ấy nó sẽ bằng tư duy rất rễ cộng với giá trị mà chúng ta trao cho cộng đồng. Những gì mà chúng ta nhận được anh chị ha, những gì bạn nhận được bao gồm tiền bạc nè, tài sản nè, vật chất nè, tinh thần nè sẽ bằng tư duy rất rễ của mình ấy cộng với giá trị mà bạn trao đi cho cộng đồng có nghĩa là sẽ có hai thứ nó tạo ra một thứ anh chị nha tư duy gốc rễ cộng với giá trị mình trao cho cộng đồng ấy nó sẽ tạo nên cái những gì mà chúng ta nhận được nhưng mà đa số anh chị chúng ta thường trước giờ chúng ta đi cái phương trình này nó chỉ có một vế thôi nó chỉ có một yếu tố thôi một thứ thôi là giá trị mà bạn trao đi cho cộng đồng còn cái còn cái 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 thơ cái phần mà tư duy ấy, là mình thường không có quan tâm mà không biết luôn Đó là mình không có cái phần tư duy là mình là cái phần mà mình trau dồi tư duy nè chiến lược nè tầm nhìn nè là không có luôn bao trong số anh chị hay đúng à là trước giờ mình cũng có đi kinh doanh cũng có một cái sản phẩm để trao giá trị ở ngoài thị trường giải quyết nhu cầu của thị trường nhưng mà cái phần mà về tư duy là mình không có sự tập trung mà không có phát triển nó Có nghĩa là trước giờ là cái tư duy đi làm thuê như thế nào mang cái tư duy yên nguyên vậy đem ra làm kinh doanh luôn. Không có thay đổi làm gì không, không có phát triển gì hết trơn. Đó vì sao mà mình cố gắng rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều anh chị. Cũng trao giá trị nhiều cho cộng đồng, mình cực kỳ nhiệt huyết đối với công việc kinh doanh của mình. Nhưng thu nhập mình nó vẫn y chang. Và mình không hiểu do tại sao mình mãi không đạt được cái mục tiêu là có được cái thu nhập lớn hơn là mình cũng đi bán hàng rồi mình cũng đi giới thiệu sản phẩm mình cũng đi thị trường cũng bay tỉnh này bay tỉnh kia cũng đi tỉnh này đi tỉnh nọ nhưng mà tại sao bây giờ mình vẫn ngồi bây giờ anh chị ngồi nhìn lại vậy? có phải là cái thu nhập và tài sản của mình nó không có thay đổi gì không dù bay quá trời bay đi quá trời đi luôn phát tờ rơi quá trời luôn đi thị trường mà coi như không ai đi bằng luôn giới thiệu sản phẩm mà coi như nói liên thuyên luôn anh chị nói từ sáng đến tối luôn chào mở hết người này mở hết người kia tự động viên mình trăm người từ chối thì sẽ có nghìn người đồng ý dạ vâng chưa thấy nhau bởi vì mình chưa đúng quy luật anh chị các anh chị sẽ rơi vào hai trường hợp nha nếu anh chị mà chưa tạo được cái thu nhập tiền trăm và tiền tỷ là bởi vì thứ nhất là mình chỉ có làm để có tiền thôi không bao giờ phát triển tư duy và cho đến khi mà chúng ta chịu hết nổi rồi anh chị nha Thì mình mới bắt đầu đi tìm tòi học hỏi để mình thay đổi ừ. Có anh chị nào chỉ làm thôi không? Mà không có phát triển tư duy không? Ừ. Đến khi chịu hết nổi rồi mới đi phát triển và đi học. Tìm tòi thì cuối cùng gặp câu lạc bộ. Hoặc là trước đó các anh chị đã học rất là nhiều học. Có học phát triển bên thân bên ngoài. Và cái nhóm nhóm thứ hai anh chị là những anh chị mà chỉ có học thôi và vẫn đi làm văn phòng không có cái thứ gì thì trao giá trị cho cộng đồng hết trơn đi học hoài không ứng dụng học và nhiều khi anh chị nhiều anh chị nói học để có năng lượng em ơi để về làm việc tiếp chứ không biết cách nào để mình chuyển đổi cái giá trị mình được học ở ở đó những cái thứ mình được học để mình trao ra cho cộng đồng như thế nào thì mình không biết Một số anh chị nói với Tú như vậy nè. Chị cũng học về luật hấp dẫn và về sức mạnh tiềm thức và học về uh, nói chung mà học cũng nhiều các khoa học ở ngoài kia nhưng mà cũng chưa có kết quả gì nhiều. Và khi mà chị vào môi trường câu lạc bộ thì chị cũng học dùm sáng, dùm tối, dùm trưa. Cũng ghi chép live stream. Cũng làm quy trình sáng tối. Cũng biết lòng biết ơn. Nhưng mà sao chị vẫn chưa tạo ra dòng tiền 8 con số, 9 con số hay 10 con số vậy em? Thì tại đơn giản như vậy nè anh chị Tại vì giờ có giá trị cho cố vô Học cho nhiều vô Xong rồi Kéo miệng lại anh chị Em chỉ biết nghe tin Em chỉ biết cầm nín <laughs> Nghe tiếng Nghe tiếng uh, dùm nói hay là hot dùm nói rồi em không nói gì hết. Đúng rồi, nhiều anh chị là đi học cho cố vô xong rồi về nói sao chị không tạo thu nhập tám con số chín con số gì em sao tháng nào chị thu hút nguồn lực cũng đến từ cái nguồn người ta cho nguồn này nguồn nọ nọ không phải đến từ kinh doanh chỉ có kinh doanh đâu rồi đến từ kinh doanh làm thuê đó nghĩa là chúng ta chưa có mình có tư duy anh chị ha rất nhiều anh chị là học trội trong tay kim cổ luôn anh chị học trên thông thiên văn dưới tường địa lý luôn nhưng mà chúng ta chưa có biết cách để mà đưa những cái giá trị mà chúng ta học cho cho thị trường như thế nào đó tại vì chính từ cái giá trị đó nó mới tạo ra cái số tiền mà chúng ta muốn được nên là cái việc mà chúng ta học nó chỉ là một nửa của cái phương trình thôi anh chị còn một phần nữa là chúng ta phải biết cách chuyển hóa những cái thứ mà chúng ta học và đáp ứng nhu cầu của thị trường thì lúc đó mới được thị trường trả tiền cho mình là tiền tiền trăm và tiền tỷ được anh chị nhớ là thị trường trả tiền cho mình đó Mà khi mà tôi hiểu được cái lý do này anh chị Thì mình đã phát triển song song cả tư duy Và cái giá trị mình trao cho cộng đồng Là mình phát triển mình liên tục Mình trở thành con người có giá trị Và sau đó mình học cách để mình trao cái giá trị đó ra ngoài thị trường Thì cái thu nhập và lợi nhuận và tài sản Của mình nó được tăng lên như ý mình Như cái điều mình mong muốn luôn Nha anh chị Nên là công thức tạo ra cái thu nhập tiền trăm Và thu nhập tiền tỷ Khi khi nè hai cái thứ này nó cùng phát triển lên một lúc là tư duy và giá trị trao cho cộng đồng nó phải phát triển lên cùng một lúc chứ không phải là mình học cho đã xong rồi mình mới đi trao giá trị xong rồi mình ngừng học xong mình cứ đi trao xong rồi cái này nó tụt xuống mà một trong hai cái của phương trình nó tụt xuống thì cái kết quả của phương trình nó cũng tụt theo anh chị nó đâu giữ được đâu nhưng mà có nhiều anh chị thì tập trung vào toàn đi trao thôi không học Có nhiều anh chị chỉ học thôi không trao Hoặc là học rồi trao trao rồi học cái okay, xong rồi uh, Không bao giờ song song cả hai việc Anh chị nhớ là tư duy gốc rễ cộng với giá trị mình cho cộng đồng Nó phải tăng lên cùng một lúc Thì cái vế này ấy, ấy, là cái phần mà bên những gì mà chúng ta nhận được là tiền nè, vật chất nè, tài sản nè, nó mới tăng lên thì nó mới tăng lên được anh chị nha và trong 4 năm vừa qua anh chị là tú vừa gia tăng cái giá trị bản thân của mình là vừa giúp đỡ cho thật nhiều người như năm 2020 anh chị tú mới, mới bắt đầu những cái buổi zoom đầu tiên của mình ấy. thì cũng chỉ cùng với có ba bốn anh chị thôi nhưng bây giờ là tú đã gì ạ làm một cái buổi zoom và chia sẻ cho giúp đỡ cho hàng nghìn anh chị rồi biết tới những cái giá trị tuyệt vời của con thật bộ mình nè bởi vì tôi thấy những cái giá trị này nó hay quá anh chị, nó tuyệt vời quá, rất là nhiều người họ không có biết. Bao trong số anh chị chúng ta thấy là có phải là khi vào câu lạc bộ chúng ta mới biết đặt mục tiêu không ạ? Mà dù trước giờ mình đi kinh doanh nhưng chưa bao giờ viết xuống mục tiêu lợi nhuận 30 ngày. Chưa bao giờ biết là bản tầm nhìn là như thế nào. Mục tiêu 6 tháng ra sao, làm bản thông minh ra sao. Là mình cũng có ước mơ anh chị. Nhưng chưa bao giờ viết xuống chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Và khi mà tôi biết và tôi đón nhận những kiến thức này anh chị nha Mình vỡ hòa à ra trời đất ơi Cuộc đời của mình đã được định hướng rõ ràng Tại vì trước giờ mình mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ Mình muốn quá nhiều mà mình không có một cái cái định hướng Và không có một cái lộ trình rõ ràng Và cũng không biết là phải bắt đầu từ đâu Giống như khi mà các anh chị đặt mục tiêu năm ấy Thì để anh chị đặt mục tiêu năm là anh chị hoàn thành mục tiêu tháng liên tục 12 tháng, 10, mục tiêu của 12 tháng. Thì anh chị đạt mục tiêu năm thôi. Và để đạt mục tiêu tháng thì anh chị hoàn thành mục tiêu ngày. Rõ ràng không ạ? À? Và ở đây là chúng ta nè, đặt hàng vũ trụ là mục tiêu ngày. 30 ngày là mục tiêu tháng. Rồi có mục tiêu 6 tháng, mục tiêu cả năm nữa, bản tầm nhìn cả năm của mình đó. Anh chị thấy quy trình rõ ràng không vô, mình sẽ biết à bước 1, bước 2, bước 3 mình cần phải làm gì để đạt cái mục tiêu đó. Nó không có mơ hồ đó, anh chị nó không giống như cách đây những cái lúc mà trước đây chúng ta chưa biết câu lạc bộ là cứ đầu năm viết mục tiêu cho dài lên láng xong cả năm đóng vỡ lại không biết làm sao đạt được hết cuối năm không nhớ cuốn vỡ để đâu luôn và nhiều năm trôi qua là cứ thấy mình đặt mục tiêu ra không bao giờ hoàn thành nên thôi chán quá không đặt nữa không thèm làm luôn và anh chị ơi tôi tố... Gọi là mình rất khi mình biết về những kiến thức tuyệt vời của luật hấp dẫn sức mình tìm hiểu Và những quy luật vũ trụ ấy. thì mình rất là khao khát anh chị mình nói trời tuyệt vời quá và mình rất là khao khát là tất cả mọi người xung quanh mình ấy, nếu mà ai cũng biết về luật hấp dẫn và sức mình tìm hiểu anh chị nha và lòng biết ơn chưa nói gì về tư duy hay những chiến lược kinh doanh đâu chỉ riêng là họ biết về lòng biết ơn sẽ mình tìm hiểu và luật hấp dẫn thôi thì cuộc sống của tất cả mọi người thật thật sự rất là viên mãn ít nhất là họ cũng sẽ biết cách để yêu thương chính mình và yêu thương những người xung quanh, biết dùng những cái ngôn từ yêu thương, biết cách đối nhân xử thế, biết cách gì à? Ờ, yêu thương bản thân mình, gia đình mình như thế nào, đối xử với con như thế nào, ứng xử với chồng như thế nào. Cuộc sống như vậy là đầu tiên cái đời sống tinh thần đã, đã tốt lên rồi anh chị nha. Mà mình ở phía trước mà mình, mà phía sau hậu phương của mình mà vững chắc, thì phía trước cho dù anh chị có những cái điều đó nó chưa có dễ dàng hay là thậm chí nó cũng hơi vất vả nó hơi uh, cực một xíu nhưng anh chị vẫn cảm thấy vui bởi vì mình mình thấy được cái nụ cười mình thấy được cái niềm vui của gia đình mình còn giờ ở ngoài đáp lực vì thị trường rồi kinh doanh là làm việc thì khó khăn Rồi cạnh tranh thì khắc nghiệt rồi tối về nhà thì gặp vợ chồng thế này vợ thế kia con thế nọ gia đình xào xáo mệt mỏi tôi uh, mệt mỏi là tôi gục ngã luôn <laughs> đúng không anh chị nhưng mà giả sử tôi chưa nói là về cái việc giàu có thành công nha Chỉ riêng cái việc mà nếu mà Tất cả mọi người nha mà biết về luật hấp dẫn Và lòng biết ơn mình sẽ mà tâm thấp thôi Và biết rằng là mình cần phải tập trung vào những cái điều Mình mong muốn tập trung vào những cái điều tích cực ấy Không sân si, không phán xét, không phải này Thì cái cuộc sống của họ Sẽ rất là tuyệt vời luôn anh chị Chứ chưa nói về nhiều tiền hay giàu có nha Tại vì riêng cái kia thôi đã Cuộc sống mình đã rất là hạnh phúc rồi bao trong số anh chị mặc dù chúng ta vẫn đang uh, chưa chuyển hướng công việc. Nhưng kể từ ngày anh chị vào câu lạc bộ anh chị thấy cái uh, đời sống tinh thần mình nó tốt lên nhiều không ạ? Mặc dù uh, vẫn đi làm buộc mặt á. <laughs> nhưng thấy vẫn vui hơn, thấy cuộc sống yêu đời hơn, biết chăm sóc sức khỏe của mình. Rồi biết quan tâm về bạn, biết chăm sóc bản thân mình rồi chăm sóc gia đình của mình. Thấy nó không có mù mịt ở phía trước, ngày xưa mình lo anh chị ngủ vậy là lo, tối trước khi ngủ cũng lo tại vì không biết tương lai sẽ ra sao còn bây giờ vô mặc dù là chưa biết thế nào ha, chưa biết mừng ăn kinh doanh như thế nào nhưng đầu tiên vô thấy bình an. Đúng rồi, bây giờ sống tinh thần mình nó tốt lên anh chị mọi thứ xung quanh anh chị nó sẽ từ đó mà nó tốt lên ha, tại bên trong nó tạo ở bên ngoài mà. Đúng rồi, khi mà mình tốt lên thì cái công việc mình nó cũng tốt lên anh chị. Nên là chính vì vậy anh chị tôi đã đi gieo hạt cùng với những người cộng sự của mình Từ 2020 đúng không Lan tỏi cho rất là nhiều người luôn Ở điểm đó là mình chưa có kinh doanh buôn bán gì đâu anh chị nha Thì đơn giản mình thấy kiến thức này hay quá Mở dùm lên chia sẻ và gieo hạt ở trên các nền tảng này Và Tú làm đúng cái công thức này anh chị là mình học Mình gia tăng cái giá trị bản thân mình lên Rồi mình đi chia sẻ mình đi cho đi và sau đó là mình học về marketing mình xây dựng cho mình những cái kênh marketing youtube nè fanpage nè tiktok nè anh chị để mà mình có thể là nhân rộng những cái giá trị mình đang có mỗi ngày mình cho đi mỗi ngày và cái quy luật uh, cân bằng anh chị nha cái công thức mà uh, những cái gì chúng ta nhận được nó bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với giá trị mình trao cho cộng đồng ấy, là đúng với tất cả ngành nghề chúng ta hoàn toàn có thể là gì à, có những thứ tốt hơn để mình cho đi ngoài cái việc mà mình đi giới thiệu sản phẩm hay vì các anh chị cứ cầm sản phẩm anh chị đến anh chị nói là ở sao của tôi như thế này catalog thế kia uh, tác dụng thế này thế nọ chúng ta hoàn toàn có thể là có những thứ tốt hơn để mà chúng ta cho đi ngoài ngoài cái việc mà mình đi giới thiệu sản phẩm mình bán sản phẩm không Ví dụ tôi thấy uh, bây giờ anh chị thấy có nhiều những cái nhà sáng tạo nội dung uh, nội dung họ đang làm như vậy không ạ? Nhiều khi anh chị xem anh chị không biết họ bán cái gì luôn á. Bởi vì họ trao giá trị quá nhiều. Ví dụ như họ chia sẻ với mình cách để chăm sóc tóc nè. Làm sao cho mái tóc đẹp và đen và ống mượt này kia. Thời gian sau mới biết chị này bán xà bông gọi đầu. <laughs> biết là bán đồ dưỡng tóc anh chị lâu đâu biết đâu trời thấy chị chia sẻ hay quá dưỡng như nào anh chị có thể học cái cách đó hả hay là những anh chị nào bán gà thì đừng có lên live stream mà đây là con gà nhà tôi dạ ai cũng biết hết trơn ấy mà anh chị hãy chia sẻ cái công thức làm gà đi con gà nó thể nấu thành mấy món mình làm, làm mấy mâm cơm như thế nào đó gọi là công thức làm gà gia truyền chào giá trị anh chị mà hay lắm nha cái này nó sẽ có một cái bí kíp đằng sau đó, anh chị không thấy hay đâu có một uh, 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 gọi là vợ chồng hay là cô chú nào ở miền tây ấy, có một cái kênh mạng xã hội chỉ nấu ăn mỗi ngày thôi nêm nếm đồ ăn vô ba tôi hay coi nên thành ra tôi hỏi ba coi cái gì coi ta nấu đồ ăn tôi hỏi ủa hai cô chú nhà bán gì Ba bảo đâu bán gì đâu nhưng mà tôi mới nhìn được một cái điều anh chị và mình đã thấy được rằng theo anh chị nha bây giờ cô chú ấy có một cái cộng đồng yêu thương quý mến tin tưởng thì sau này cô chú đó kinh doanh gì theo anh chị có nhiều người mua không? chưa thôi người ta chưa 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 có bán buôn gì thôi vâng ta trai với chị đó anh chị anh chị biết à cái cụm từ trai với chị đây để làm gì không không phải trai với chị để mình bán nha không phải trai với chị là để mình bán cái gì đó anh chị nào mà mang tôi giờ tôi trai với chị để bán cái gì đó là anh chị sẽ thất bại từ trong suy nghĩ của mình và cái hành động mà anh chị diễn ra là nó tập trung vào túi tiền người ta thôi và người ta biết dù anh chị đang miệng thì vẫn đang trao với chị là em chia sẻ chị bị luật hấp dẫn về sức mạnh hết nha nhưng mà cái mắt thì vẫn đảo về túi tiền người ta người ta cảm nhận được ngay mà anh chị nhớ nè cái tư duy này đã giúp tú thành công đó anh chị đó chính là trao giá chị để có cộng đồng có một cộng đồng yêu thương quý mến tin tưởng mình có một cộng đồng yêu thương mới tin tưởng mình và cái thứ hai mới mới là cái đến cái điều mà các anh chị muốn giúp cho họ chứ cho họ những cái giá trị chứ sau khi anh chị có một cộng đồng đồng yêu thương mới tin tưởng anh chị rồi dạ vâng anh chị bán gì trả được chứ giờ mà các anh chị tập trung mà lên livestream mà lên nói sản phẩm đăng bài này kia người ta biết anh chị bán rồi người ta block anh chị luôn anh chị kết bạn tao không dám trả lời luôn anh chị live stream người ta chặn luôn mà quan trọng livestream stream có năm sáu người xem live hoài mà đã đi cái chiến lược đó bao nhiêu năm nay thấy không hiệu quả mà không chịu thay đổi anh chị bây giờ thế giới người ta đi gọi là người ta đi uh, đi tất cả đó, bây giờ người ta gọi là community shopping đó anh chị là cộng đồng ấy community shopping dạ yeah. ừ. là cộng đồng anh chị nhé bây giờ mà ai có cộng đồng to ngay người ta thành công rồi anh chị có thấy là tất cả những người mà họ kinh doanh họ thành công họ mua siêu xe họ mua túi hàng hiệu chị đòn dí băng đó có cộng đồng lớn không ạ à? lớn lớn quá trời lớn luôn mà quan trọng là lên livestream đâu có bán hàng gì nhiều đâu lâu lâu mới lên gọi là giao lưu với fan là tôi bán cái này mấy cái kia nhưng thật sự là toàn chia sẻ những cái trải nghiệm cuộc sống nè những cái lời khuyên dạy con nè cái cách để mà làm sao mình tận hưởng cuộc sống Làm sao cho nó đúng nghĩa nè Vậy thôi đó Tức là Anh chị phải cho đi một cái thứ gì đó mà nó Nó mang cái giá trị là Giúp cho cuộc sống Người ta tốt lên Khi tự nhiên chị ra bán hàng Hỏi alo chị tên gì Em tên Tú, chị ở đâu, em ở quận 2 à, Chị chị ăn cơm chưa dạ em ăn cơm rồi em ăn cơm chưa dạ em ăn rồi hết hôm nay em có chia sẻ chị một cái sản phẩm nghe xong tu 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 cúp máy rồi anh chị ơi mà đặc biệt mà vô mà mà nói chuyện cái kiểu mà à, chị ăn cơm chưa ăn cơm rồi à? cái màu rồi chuẩn bị cúp máy tới nơi rồi đó đúng không ạ à? anh chị có thấy phiền khi có ai đó nhắn cho anh chị hỏi là em chào chị em à, em xin tự giới thiệu em làm quen với chị nhé anh chị có thể muốn trả lời không <laughs> tự dưng mà nhắn tin mình nó nói câu này đen nhà bao việc em ơi nhà đen cho con ăn rồi đúng mà anh chị nhớ nha là anh chị có thể là có những cái thứ tốt hơn để cho đi ra ngoài ngoài cái việc là mình giới thiệu sản phẩm đi ạ đừng có nghĩ là kinh doanh bây giờ phải đăng bài, đừng có nghĩ bây giờ kinh doanh phải lên livestream nói sản phẩm mình uh, sáng, trưa, chiều, tối ám thị người ta để người ta mua. Theo anh chị một cái trang Facebook mà đăng về một cái trẻ em cuộc sống là của tú đi, với một người tối ngày đăng về sản phẩm, nên anh chị sẽ chọn cái bạn với ai? À, cho tôi hỏi xui hỏi xíu ha, à. anh chị thấy người ta đăng riết vậy anh chị có muốn in fan không? lên là thấy lên là thấy là thấy là thấy uh, livestream rồi ngày trước là mình anh fan luôn anh chị đúng rồi nên anh chị nhớ nha cái công thức và cái quy luật này đúng với tất cả ngành nghề nhưng quan trọng cái anh chị phải tìm ra những cái thứ tốt hơn để anh chị cho đi ra ngoài thị trường ngoài cái việc là mình giới thiệu sản phẩm anh chị tức là anh chị hãy cho đi một cái thứ nào đó mà giúp cho cuộc sống họ tốt lên thông qua cái giá trị của anh chị không phải cho tiền nha sao cho sao đủ mà cho tiền không có tiền đây đây đi kinh doanh là ít vốn rồi ít mối quan hệ ít kiến thức rồi. còn còn tiền đâu mà đi cho đi xây dựng mối quan hệ có nhiều người bảo đi xây dựng mối quan hệ bằng cách là biếu quà tặng quà gia vân ở đó là khi mà mình đã thành công mà mình muốn xây dựng mối quan hệ với những cái người thành công hơn ấy thì ok còn giờ đang không có đồng xu mà dính tối hết trơn ấy mà xây dựng mối quan hệ kiểu đó là chưa thấy thành công không biết tới đâu nhưng mà thấy là đầu tiên là <laughs> hết tiền ừ. nhưng mà được với anh chị ha là tú đã có một cái giá trị cốt lõi để mình cho đi tú đang có một bộ công thức ứng dụng về luật hấp dẫn và lòng biết ơn có thể chỉ cho bất kỳ anh chị nào cũng có thể áp dụng được và có kết quả. Ví dụ tôi đăng lên như thế. Tôi đang có một cái bộ công thức, một cái lộ trình gia tăng thu nhập trong bất kỳ lĩnh vực nào. Anh chị nào muốn nhận comment tôi theo anh chị là lượt tương tác ở trên bài viết có nhiều không ạ? Hoặc là tôi có một cái bộ công thức một cái quy trình ứng dụng để hòa hợp mối quan hệ Vợ chồng con cái Khách uh, um, hàng đối tác Cộng sự Và một cái lộ trình xây dựng Một cái hệ thống kinh doanh uh, Hùng mạnh Một đội nhóm kinh doanh hùng mạnh Anh chị nào muốn nhận comment tôi Anh chị có muốn cờ nhận ngay không Nhận ngay và luôn chứ Lúc này anh chị còn nghi ngờ tôi bán gì không Không quan tâm nữa Không quan tâm nữa anh chị Tại vì cái lúc này sự quan tâm anh chị đã tập trung vào cái giá trị mà tôi đang nói. Mà thậm chí nha. Thậm chí là mình biết họ có họ có sẽ có kinh doanh gì luôn á nhưng mà cái điều mình quan tâm đó chính là mình đang cần những quyết cái nhu cầu này và họ đang có gì đó. Mình vô coi đó, mình vô mình xem sao. Đâu mất gì đâu, nhận đâu mất cái đâu anh chị qua tin nhắn rồi mà. Biết đâu rồi tha tha một lần thử mình nhắn tin xem Sao biết đâu rồi Cái giá trị đó giúp mình thay dõi được Cái cái hiện tại của mình mà mình đang mong muốn Nó tốt lên thì sao Có bao trong số anh chị chúng ta cũng từng như vậy Nhận một tin nhắn của chủ nhóm mình Hoặc là uh, từ một cái đường link nào đó Vào trong nhóm của chủ nhóm anh chị Anh chị cũng nói thôi thử xem sao Chứ giờ bế tắc quá Cuối cùng vô cái tuyệt vời quá Và bây giờ vẫn đang ở lại đây rồi Nếu mà cũng có nghi ngờ mình suy nghĩ giờ mình cũng chả có gì để mất Chứ lại là qua online mà ai đâu mà làm được gì mình đúng không? Cái linh zoom thôi mà bấm vô thôi coi sao vô coi mặt mũi thế nào. Kiến thức hay không mình tắt cam thôi coi vô nói gì. Vô hay quá ừ đúng quá. Trời nói tới đâu đúng tới đó. Dạ vâng. Ừ. Và đó anh chị. Và mỗi ngày là tú gieo hạt nhiều hơn. Cho đi nhiều hơn thông qua cái bộ công thức tuyệt vời của câu lạc bộ mình. Và không những thế tôi còn kết hợp là trao đi trên những cái kênh marketing của tú và tiên phát triển và cái số lượng người mà vào dung học á anh chị gia tăng lên rất là nhiều từ những ngày đầu rồi, chỉ có vài người thôi bây giờ lên sau đó lên hàng chục sau đó lên hàng trăm bây giờ chạm cũng mất vào gần 2.000 người rồi và có rất là nhiều anh chị là được các anh chị chủ nhóm cũng như tú giúp đỡ càng ngày càng nhiều hơn nè mỗi anh chị đây đều có chủ nhóm của mình và giá trị mà tú và các anh chị chủ nhóm cho đi cộng đồng ngày càng nhiều hơn và số lượng nhiều người hơn và bản thân của của tú và các anh chị chủ nhóm cũng phát triển hơn mỗi ngày anh chị nha học rất nhiều anh chị nghĩ là anh chị học nhiều chứ họ cũng học nhiều đó anh chị chứ không ai chơi đâu ạ à. Thế là tiền của tú cứ tăng lên thôi bây giờ công thức ai cũng biết nhưng ai làm thì người đó có nè ai ăn thì người đó no anh chị Đúng không? Giờ công thức là tiêu duy nè. Ốc rễ tăng lên nè, cộng với giá trị mình trao cho, cộng đồng tăng lên thì hai cái này mà nó thỏa mãn thì cái gì tăng lên? Những cái gì mình mình nhận được nó sẽ tăng lên. Và tôi áp dụng cái công thức này anh chị. Số phát điểm mình là một cái người chỉ có 5 triệu thu nhập một tháng này. Sau đó tăng lên vài chục. Nó lên vài chục anh chị nha, chứ không phải lên một cái vèo rồi lên tiền tỷ đâu ạ. À. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sau đó tiếng anh cũng mốc là vài trăm, và có những tháng chú chạp chạm cũng móc là tiền tỷ luôn anh chị. Vậy thì các anh chị hãy nhìn xem. Hiện tại công việc của mình đang làm. Ấy, có thuận theo cái công thức. Hay là có thuận theo quy luật cân bằng không? Đang thuận theo hay đang, hay đang thiếu cái vế nào không? Để mình biết được cái lý do vì sao mình chưa có được cái thứ mà mình muốn anh chị. Ví dụ có nhiều anh chị thiếu cái phần về tư duyên. Nhưng mà nhiều anh chị thiếu cả hai phần luôn. Đó là đi làm văn phòng. Thì cho dù phát triển tư duy cỡ nào hay chăng nữa thì làm sao mà thỏa mãn được cái quy trình này. Anh chị nhớ nha, không có nào mà anh chị làm công việc làm thuê mà anh chị đòi tạo thu nhập tiền tỷ với tiền trăm được. Không ai làm thuê mà tạo được thu nhập tiền tỷ đâu anh chị. Nếu có thì ok, họ sẽ tăng thêm tư duy và họ tiết kiệm tiền của họ và họ đi đầu tư, hoặc kinh doanh thêm thì có. Chứ nếu mà chỉ thùng về làm thuê thôi thì nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước đó, anh chị Đấy, anh chị xem công việc anh chị hiện tại nó đang thuận theo không? Hay à, đang có thiếu với nào không? Có đang thiếu cái 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 thứ nào trong cái quy trình đó không? Tư duy hay là giá trị mình cho cộng đồng? Và kể cả nha, mức lương anh chị đang có vài chục triệu mà nếu mà các anh chị vài chục triệu cho là 50 triệu, 60, 70 đi. Mà anh chị không làm theo cái quy trình này Thì cuộc sống anh chị á Nó sẽ thiếu trước Hụt sau Chứ nó không bao giờ trọn vẹn được Bao trong số anh chị mà mình đang có thu nhập gọi là tiền chục đâu ạ Hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục, bảy chục, tám chục, chín chục gì đó Có phải cuộc sống mình nó đang chưa được chọn vẹn không Nó cũng thiếu cái này, thiếu cái nọ, hụt cái kia cũng nói chung là tiền thì kiếm thì đã nó cao hơn so với mức so với mức sống mình rồi nhớ vẫn thấy hụt thiếu hụt theo có theo quy trình đâu có theo công thức người thành công đâu có theo quy luật của vũ trụ cho anh chị nên nếu anh chị mà nó và nó sẽ có 3 level anh chị cái công thức này sẽ có 3 level Level thứ nhất là nếu mà các anh chị làm ấy, mà các anh chị chỉ muốn là có tiền để mà mình chi trả những cái hóa đơn chi trả cho cái cuộc sống hàng ngày của mình cơm ăn ba bữa cơm cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày á mình chỉ biết mình thôi không quan tâm tới ai một mình mình là đủ rồi còn người nhà còn bố mẹ mình thì không cần đâu tại bố mẹ mình cũng có khoản lương hưu bố mẹ mình tự lo cho mình đi mình lo cho mình trước đã tại vì bây giờ mình cố lắm nhưng mà chỉ chỉ tới đó thôi cho nên là con rất là muốn nhưng mà con hết cách rồi thì đúng như rằng vũ trụ ấy cũng sẽ tạo cho các anh chị những cái cơ hội công việc để anh chị có đủ số tiền để mà sống đủ thôi hoặc cho anh chị gọi là có những cái số tiền rồi chi trả các đủ các hóa đơn thôi chỉ đủ thôi anh chị nha level số 2 anh chị level một là đủ để mà chúng ta uh, chi trả những hóa đơn và cái mức sống nó tạm tạm được thôi của mình thôi anh chị và level thứ hai là chúng ta đang mong muốn là gì à? mình tạo ra một cái gì đó cho gia đình của mình mình tạo được cái sự thịnh vượng giàu có cho mình và gia đình của mình thì vũ trụ cũng sẽ mang cho các anh chị những cái cơ hội để anh chị thỏa mãn cái mục tiêu đó và level thứ ba anh chị là chúng ta sẽ tạo ra cái sự thịnh vượng và giàu có cho cả xã hội và thế giới nếu anh chị làm mà vì phụng sự nha thì anh chị sẽ có những cái cơ hội để giúp cho anh chị có thể là dư giả đủ làm cái việc đó chính là chúng ta sẽ có một cuộc sống ở thịnh vượng vũ trụ sẽ mang đến cho anh chị những cái cơ hội để đáp ứng được cái cái mục tiêu mong muốn anh chị là phụng sự và giúp đỡ cho cộng đồng gia đình bản thân mình gia đình và cộng đồng và đây là cái sự vận hành của vũ trụ anh chị. Có 3 level kiếm tiền nha. Quan trọng anh chị đang ở level nào đây? Có 3 level. Vậy thì các anh chị đang hướng tới hay cái công việc hiện tại của anh chị đang ở mức nào? Công việc hiện tại của anh chị hay là anh chị nào đang chưa có công việc ấy mà thì các anh chị đang hướng tới level nào? Có bao nhiêu trong số anh chị muốn hướng tới level số 3 không ạ? Là tạo sự thịnh vượng giàu có Không chỉ riêng cho mình gia đình của mình Mà còn là gì? Cho xã hội và cho đất nước Sao nữa là cho thế giới Tại vì anh chị biết không? Có nhiều anh chị nói trời Cơm ăn rồi chưa lo xong nữa Lo chi chuyện to tát gì em? Lo gì mà lo lớn vậy? Lo cho mình xong trước đã Giàu hơn ai mà không biết lo cho người khác nữa Rảnh đó, có nhiều người họ họ nói như thế anh chị nha. Nhưng tôi sẽ phân tích cho anh chị vì sao nè. Vì sao mà chúng ta cần phải hướng tới level số 3. Bác Phạm Nhật Vượng anh chị và cô Nguyễn Thị Phương Thảo. Bác Phạm Nhật Vượng là chủ tịch hội đồng của anh chị của tập đoàn Vingroup. Còn cô Nguyễn Thị Phương Thảo là tỷ phú nè, hai bác hai hai cô và bác thì đều là tỷ phú hết nha anh chị ha. Cho tôi hỏi anh chị Họ có kinh doanh ở trong nước không ạ à? Có kinh doanh nhỏ nhỏ ở trong nước không Hay là họ kinh doanh cả nước ngoài Ra thị trường nước ngoài Có phải họ đang có một cái công việc kinh doanh Và có một cái sản phẩm dịch vụ Mà đang phục vụ cho cả nhân loại không Cả nhân loại luôn Toàn cầu luôn Tất nhiên anh chị ai làm kinh doanh ấy, hoặc hoặc là muốn tồn tại trong cái xã hội này thì cũng phải làm để tạo ra tiền nhưng mà cái giá trị đằng sau cái việc mà kiếm nhiều tiền nó còn lớn hơn rất là nhiều ha đó chính là bác phạm nhật vượng ấy là mong muốn là phụng sự cho cộng đồng nhiều hơn năm 2007 và 2008 anh chị bác đã nắm bắt cái xu hướng bất động sản và trở thành tỷ phú nhưng mà bác đâu có dừng lại đâu Có rất là nhiều người nói tôi mà được như bác là tôi ở lại tôi tận hưởng Ai đâu ra ra chơi ra, ra Ra thì trường quốc tế chi cho nó khó rồi Nó lằn nhằn các kiểu nhiều cái thủ tục Nhưng mà không anh chị bác không phải là vị vì tiền không đâu tiền như bác có nhiều rồi thậm chí là người ta ước tính mà người ta viện người ta nói rằng là nếu mà cái số tiền mà bác kiếm ra anh chị mà xếp thành chồng nha thì nó sẽ Cao, rất là cao và có thể là xài 300 năm vẫn chưa hết luôn. Tiêu xài 300 năm vẫn chưa hết. Mà anh chị biết bác làm về điều gì không? Bác tiếp tục tạo ra những cái phúc lợi cho xã hội. Như là sau đó bác xây dựng trường uh, học nè, VinSchool nè. Xây dựng uh, bệnh, bệnh viện nè anh chị. Rồi xây dựng uh, siêu thị nè. Rồi cái đợt mà dịch tới thì bác sản xuất cả thiết bị y tế sau đó là bác thay đổi cái xu hướng Nhắm bắt được xu hướng kinh doanh xe điện là bác sản xuất xe điện và lần đầu tiên người Việt Nam dùng xe người Việt Nam anh chị vì xây dựng đất nước Việt Nam đã ra với thế giới rồi anh chị nha bác đã đưa cái hãng xe điện điện của Việt Nam sang Mỹ và châu Âu rồi và đang có hai cái trụ sở bên Mỹ và châu Âu luôn Tại vì đa số anh chị bác bác có một cái lòng tự tôn dân tộc rất là lớn Tại vì trước giờ người Việt Nam mình cái gì cũng nhập khẩu hết trơn Và nếu mà mình nhập khẩu thì mình sẽ làm giàu cho nước nước người khác Nước của họ Còn mình sản xuất thì mình mới làm giàu cho nước của mình được Và bác đã liên tục mở rộng những cái lĩnh vực Những lĩnh vực mới anh chị Để tạo ra cái nhiều cái phúc lợi cho xã hội hơn Nếu mà chỉ làm vì tiền ấy, sẽ không hiểu được cái điều này đâu và tôi chia sẻ ở đây không phải là tôi nói anh chị là chúng ta hãy cùng nhau làm cái điều đó nó to tác đâu anh chị, hay ừ. lớn lao đâu ạ. Nhưng mà tôi cũng như là các anh chị trong câu lạc bộ và những anh chị mà cộng sự của tôi này cũng đang âm thầm trong một cái quy mô nhỏ. Ngày trước những cái dung như này chỉ có vài chục người thôi. Nhưng mà sau 4 năm thì mở ra phòng dung đã gần 2.000 người đúng không ạ? Thậm chí là có những anh chị, có các cô bác anh chị ở nước ngoài nữa đang mình đang cùng nhau là giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam ở quốc tế anh chị và cũng như ở Việt Nam có được cái cuộc sống tốt hơn. Các lạc bộ mình cũng đang làm như vậy nhưng mà mình làm theo kiểu là à, gọi là à, bác hồ có nói đấy à, tuổi nhỏ làm việc nhỏ là tùy hết sức của mình <laughs> mình không vốn không mối quan hệ không kiến thức thì à, mình phải bắt đầu mình phải bắt đầu không có vốn anh chị ha bác thì bác có vốn thì bác làm theo một cái hướng khác thì kết quả bác sẽ lớn hơn nhưng mà mình đi mình đi rồi mình có đến anh chị bắt đầu là có là có kết quả chưa cần nói là làm gì to tác đâu anh chị và mỗi ngày thì tú uh, chia sẻ 10 người 20 người 50 người 100 người và từ từ tăng lên ừ. và không phải là khi mình chia sẻ những cái điều này anh chị nha không phải là cũng hiểu và sẽ họ sẽ đồng ý hay là họ ủng hộ hay là họ đồng tình với mình đâu không phải là ai cũng đón nhận những giá trị của tú và câu lạc bộ chia sẻ đâu anh chị mà đây là những kinh nghiệm thực tế của những người đã ứng dụng thành công những kiến thức này không phải là tú chế ra nha mà đã có đã có những cái tỷ phú trên thế giới họ đã Rồi là giờ à, chứng minh chứng minh cái công thức này và họ đã viết ra thành sách luôn anh chị ạ à. và đơn giản là tú và các anh chị trong câu lạc bộ là đọc và ứng dụng thấy hay thấy hiệu quả quá thì mình chia sẻ lại thôi Nên là đó do vì sao mà tôi nói với anh chị là không cần phải có tiền để tạo ra giá trị đâu. Anh chị ghi lại đi ạ. À? Không cần có nhiều tiền để tạo ra giá trị. Mà anh chị cần giá trị để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Mà anh chị cần có giá trị để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Nhưng anh chị nói giờ chị không có nhiều tiền ấy để làm những cái thứ to tác, à, những cái thứ to tác hay những cái thứ lớn hơn. Tôi nói ủa đâu? Em bắt đầu từ cái nguồn vốn đâu phải bắt đầu từ cái nguồn vốn lớn đâu anh chị bắt đầu từ con số không mà. em ví dụ bác mắt vô bớt ấy. Anh chị có đang xài facebook không ạ? Anh chị nào có tài khoản facebook không anh chị? Rồi cho tôi hỏi có anh chị nào trả tiền mở tài khoản facebook không? Có anh chị nào trả tiền để mở tài khoản facebook không ạ? không bác nói là bác tạo ra cái ứng dụng Facebook ấy không phải để bán hàng mà mong muốn của bác là tạo ra cái sự kết nối cho mọi người ở trên toàn thế giới thông qua cái app ứng dụng và mình có thể sử dụng mà không cần phải trả tiền chỉ cần có wifi và internet 3G 4G xài được thoải mái bác tạo ra một cái giá trị rất là lớn anh chị ạ cho hàng tỷ người trên thế giới luôn nhưng mà không có bán sản phẩm nha vậy theo anh chị bác giàu bằng cách nào có đó, đó anh chị chạy quảng cáo trên những cái nền tảng này từ những người mà họ làm quảng cáo là họ bán hàng hoặc kinh doanh ở trên đó nhưng anh chị thấy bác làm cái điều đó chính là bác điều cho đi trước không mới cho gì trước đâu có thu phí không tại vì để mình vô mình mình trải nghiệm mình thấy ok mình mới bắt đầu mình chi tiền ra chứ và có một cái kho lưu trữ khổng lồ nữa anh chị vậy bây giờ anh chị muốn tạo ra thu nhập tiền trăm tiền tỷ nha hay dòng tiền lớn thì công thức là gì anh chị phải tạo ra một cái giá trị gì mà nó mang phúc lợi cho xã hội, cho cộng đồng. Và quy mô phải ngày càng lớn thì càng tốt. Nha. Nếu anh chị muốn tạo ra thu nhập, thu nhập tiền trăm, tiền tỷ hay là dòng tiền lớn ấy, thì công thức là anh chị phải tạo ra một cái giá trị mà nó mang lại phúc lợi cho xã hội, cho cộng đồng và quy mô ngày càng lớn thì càng tốt. Thì anh chị sẽ dễ dàng có được cái dòng tiền lớn. Hử? Nếu như tốn vào câu lạc bộ đang làm nè anh chị Cho những cái buổi dùm miễn phí Đâu có thu phí đâu Dùm sáng, dùm trưa, dùm tối Và ai thu phí anh chị đâu Mà tiền dùm là tú Tú với các anh chị chủ nhóm chẳng mà Tự mua dùm Quan trọng là mình Có nhiều anh chị hỏi làm sao để có động lực để làm Từ ngày này qua ngày nọ từ tháng này qua tháng nọ từ năm này qua năm nọ 4 năm rồi anh chị đâu ai trả tiền cho cái việc mà tú với các anh chị chủ nhóm lên dung đâu đơn giản mà làm theo công thức của người thành công thôi làm theo các quy luật vũ trụ thôi anh chị nha đầu tiên là mình phải liên tục gia tăng cái giá trị bản thân của mình lên để mình có cái giá trị mình cho đi chứ và tiếp theo sau đó anh chị mình mang cái giá trị đó mình cho đi trước Cho đi và giúp đỡ thật nhiều người Thì khi anh chị có một cái giá trị đủ lớn với cộng đồng Cộng đồng yêu thương quý mến tin tưởng anh chị Thì lúc đó anh chị làm gì mà trả thành công Nhưng mà Tú đã cho đi anh chị Trong vòng hơn một năm rưỡi ừ. Đến giữa 2021 mới bắt đầu gọi là có những cái kinh doanh của mình thì phất lên luôn anh chị phất lên luôn có những người trong cùng ngành nghề với mình ấy, để họ đạt được cái kết quả đó thì họ mất tới 5 năm 8 năm thậm chí có người 10 năm mình trong vòng có 6 tháng anh chị ơi tại vì tôi đã, đã đã trao với chị và giúp đỡ cho cộng đồng một cái cộng đồng lớn anh chị ha liên tục trong một năm rưỡi không kinh doanh gì cả chỉ cho đi thôi chia sẻ những cái kiến thức và những cái giá trị mà tôi đang đang chia sẻ với các anh chị mỗi ngày như vậy và khi mà tú vô tú kinh doanh anh chị Dạ vâng rất tuyệt vời Đạt được kết quả 6 tháng Trong khi người ta phải 5 năm tới 10 năm mới có được Và tú đang 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 đạt cái kết quả mà Người ta 3 năm mà người Mình 3 năm đạt được Mà người ta phải tội 8 năm tới 10 Hoặc 12 năm mới đạt được anh chị Nên anh chị biết vì sao mà có nhiều người thành công Khi tuổi đời rất là trẻ chưa hai mươi mấy gọi là mười mười tám mười chín hai mươi hai mấy tổ họ kiếm tiền trăm tiền tỷ anh chị hãy nhìn cái cách họ làm đi và anh chị thấy là những điều tôi vừa nói là họ đang làm theo đúng quy luật đó anh chị không biết là tú không biết là họ có biết hay không ha hay là họ chỉ đi theo cái phong trào đi theo cái xu hướng thôi nhưng mà họ vô tình có thể họ không biết và họ vô tình là làm đúng thì thành ra là phất lên nhưng quan trọng nếu họ không biết quản lý tiền thì một thời điểm nào đó nó cũng sẽ đi hết thôi có có rất là nhiều những cái người mà nhà sáng tạo nội dung ấy, anh chị họ kiếm tiền trăm tiền tỷ một tháng đó sau một cái phiên livestream hoặc là một cái uh, sau một cái thời gian mà họ trao với chị cộng đồng khi họ ra kinh doanh ấy. Ừ. nên công thức mà tạo ra tiền tiền trăm tiền tỷ là anh chị phải tạo ra một cái cộng đồng lớn. Và cộng đồng này phải đang follow anh chị ha. Chứ phải tạo ra xong rồi không người ta không quan tâm tới mình. Họ đang follow anh chị hả nghĩa là họ đang theo dõi, yêu thương, women mến tin tưởng anh chị. Anh chị nhìn bác Phạm Nhật Vượng nè. Bác bác Phạm Nhật Vượng từ khi mà khi mà bác chuyển từ sản phẩm này, dịch vụ này xem sản phẩm dịch vụ khác vẫn giàu có vẫn thành công tại vì sao bác có cộng đồng sẵn rồi họ đang theo dõi và đang yêu thương với mến tin tưởng bác mà anh chị biết đợt mà xe Vinfast ra mặc dù nhiều người nói này nói kia lắm anh chị xe điện lỗi thế này lỗi thế kia kể kể cả xe xăng nha nhưng vẫn cháy hàng như thường cháy hàng như thường Và khi mà tôi hiểu kỹ cái điều này anh chị hiểu cực kỳ kỹ và cực kỳ sâu luôn. Và chính vì vậy nên là mỗi ngày anh chị liên tục là mình cho đi mình xây dựng cho mình một cái cộng đồng thịnh vượng. Và có lạc bộ đang làm điều này nè. Có lạc bộ đang giúp cho tất cả người Việt Nam của chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng đắn về tình yêu thương lòng biết ơn. Những quy luật vũ trụ. Những chiến lược kinh doanh thành công. Và không ai thành công mà đi bằng một cái một cái đầu rỗng đâu anh chị. bao ờ, trong số anh chị em ta hiểu điều này comment tôi vậy. vậy thì làm sao để mình tạo được một cái cộng đồng mà lớn anh chị? câu hỏi đặt ra nè, làm sao để mình tạo được một cái cộng đồng mà lớn trong khi xuất phát điểm của mình gọi là không có gì hết, chưa có gì cả. bây giờ chị chưa tự tin làm sao để mà chị có thể tạo được một cái cộng đồng lớn đây bao trong số anh chị muốn biết cái, cái cách mà tú làm à? bao trong số anh chị muốn biết cái cách cái cách cái hành trình mà tú đã đi qua Comment tôi anh chị ha à? dễ lắm bao trong số anh chị cam kết là nghe xong mà làm theo đâu chứ nghe xong để đó thì không nghe xong để đó thì uh, hãy nhớ là những gì nãy giờ tôi nói nha. là quanh đi quẩn lại thì mình cứ uh, tiểu tiết bụng vặt cứ sống uh, an nhàn tàn tàn rồi uh, uh, kết thúc hành trình rồi uh, nằm dưới ba tấc đất không có gì hết trơn. Ừ. thứ nhất anh chị, cái 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 với đầu tiên của quy trình nha, là chúng ta cần phải gì ạ? À? gia tăng cái giá trị bản thân mình lên nâng cao cái giá trị bản thân mình lên thông qua những cái buổi dung của câu lạc bộ ừ. học tập nghiêm túc ghi chép ghi chép lại anh chị vào học tập nghiêm túc các buổi dung của câu lạc bộ ghi chép lại các cái kiến thức dùm sáng dùm tối dung trưa anh chị mình thu xếp mình tham gia Ít nhất là 1 đến 2 hoặc 3 buổi dùm trong ngày thì càng tốt. Tại bây giờ tôi nói anh chị nghe anh chị có cái giá trị gì không? Giờ anh chị thử suy nghĩ giúp tôi xem bây giờ anh chị có cái giá trị gì? Giờ không có giá trị thì bây giờ phải xây dựng giá trị cho mình chứ làm sao? Còn nếu anh chị đang kinh doanh sản phẩm dịch vụ ngoài đó thì các anh chị hãy tìm xem sản phẩm dịch vụ của mình đi. Ngoài cái việc mà mình cứ bơi sản phẩm mà mình giới thiệu, mình cứ nói, mình đăng bài ấy. Thì mình có cái giá trị nào khác để cho người ta không? Bán gà có tư vấn người ta cách uh, công thức làm gà ngon không? Rồi có nấu ăn ngon như hai cái cô chú ở dưới quê miền Tây uh, để mà mình tạo cộng đồng không? Hay tôi thấy có những uh, uh, người họ làm về tóc đó anh chị. Họ có một cộng đồng uh, tư vấn làm tóc rồi mà họ họ có một cửa hàng, họ có một cái salon tóc anh chị hai ba bốn cái chị nhánh luôn. Lúc nào cũng đông hết trơn khi mà tôi biết được rằng anh này có một cái kênh fanpage và một cái kênh uh, youtube và một cái kênh tiktok anh chị trội vào thì dụ anh chia sẻ là cách chăm sóc tóc làm sao tư vấn cái cách để mà mình lựa chọn một tóc sao cho nó phù hợp với làn da rồi với cái khuôn gương mặt chứ không nói gì về việc là uh, đến đây uh, tôi sẽ tư vấn cho bạn hoặc là livestream uh, live stream cái quá trình là nhuộm tóc đâu anh chị cái này anh chị sẽ được học kỹ trong nhóm rèn luyện marketing ha. người ta không quan tâm cái quá trình là tự nhiên live stream cái chỗ nặng mụn lên thấy ghê ai quan tâm đâu tại vì nặng mụn chỗ nào chẳng như nhau nặng chỗ nào mà nó không xịt xịt từ xị, siro xị, như nhau anh chị đúng không ạ à? như live chim cái hành trình lên à để live cái hành trình đóng hàng rồi gói hàng của anh chị lên là hôm nay tôi đi mấy đơn hàng mấy thùng hàng không ai quan tâm đâu ha đúng hay rất đúng à cái, cách đó là cái cách từ kinh doanh thờ cổ lỗ sĩ nào rồi hôm nay tôi vừa đi chục thùng hàng không ai quan tâm hết có cái giá trị nào cho hay là tôi thấy có những anh chị ví dụ họ làm bói ông sản đi họ không phải lên đó họ livestream là mảnh đất ở đây ngon mảnh đất kia ngon nào họ chia sẻ về à? những cái pháp lý những cái thông tin hiện tại của nền kinh tế rồi những cái uh, thông tin là sắp tới của khu vực này khu vực kia mà cái kênh quá chờ người follow luôn anh chị họ đang đi đúng cái công thức ấy hay là có một bạn gọi là best, best seller của bán xe Mercedes luôn anh chị nha nổi tiếng luôn. Có một bạn nữ và có một anh nam. Vô cái kênh của mấy, của hai anh chị đó, không thấy nói năng gì về bán hàng hết trơn. tôi chia sẻ trải nghiệm rồi, ờ, chia sẻ những cái review cảm nhận về xe rồi, tư vấn là mình chân dài, chân ngắn thì đi xe gì rồi, ờ, tài chính như vậy thì nên mua xe nào. Chia sẻ gì không mà Chứ không có nói là uh, lên bán hay lên livestream xe của mình đâu. Đó nên anh chị phải tìm cái giá trị gì ngoài sản phẩm dịch vụ anh chị ra. Anh chị cho. Và nhớ là sẽ và phải nhớ là cái giá trị đó phải giúp cho họ tốt lên. Giúp cho cuộc sống họ tốt lên. Ví dụ như qua, qua cái chia sẻ anh chị giúp cho họ có được cái thông tin. Họ đầu tư kinh doanh hoặc là họ có cái thông tin họ mua xe và họ biết được rằng à mình nên mua những chiếc xe như thế. Thì có phải cuộc sống họ tốt lên họ đỡ mất tiền khi mà họ mua chiếc xe không vừa yếu của mình không? Đúng hay rất đúng anh chị ơi họ đỡ mất tiền khi họ đầu tư vào những cái dự án mà họ giờ những cái dự án mà thông tin không có mà tiền có ai đó Mách mắt cho họ họ xem được ở trên những cái nền tảng họ họ biết họ xem ừ. họ đơn giản nè bây giờ giá trị câu lạc bộ nè anh chị bây giờ anh chị phát triển mấy cái kia thì anh chị cũng phải đi tìm đòi học hỏi rồi. mà giờ nghiên cứu ở đâu có cái lớp có cái trường lớp nào mở ra đào tạo anh chị không mà giờ đây câu lạc bộ có buổi dùm sẵn là sao không vô tận dụng vô tận dụng anh chị miễn phí mà vô học đi ạ à. đầu tiên là mình ghi chép lại các cái buổi zoom học dùm ghi chép lại các cái công thức cho tôi hỏi nha khách hàng anh chị á kể cho khách hàng anh chị nha xem mấy anh chị kinh doanh là gì nhưng mà cho tôi hỏi có ai không cần hạnh phúc không có ai không cần sức khỏe không có ai không cần là thành công về tài chính hay gia tăng thu nhập không Thì công thức câu lạc bộ đúng với tất cả mọi người hay là rất đúng anh chị chưa nói là bán gì nha công thức này thôi em cần ở trơn cho dù sản phẩm mình kinh doanh là gì nó có cái xe có cái giá trị tuyệt vời này mà không quan trọng nhất nè anh chị mà ngồi tư vấn mấy cái xe nè rồi cho cái chị tóc tai này kia làn da này kia nhưng mà hôn nhân rồi sức khỏe rồi tài chính nó vẫn đi đứng im tại chỗ à giải quyết được nhu cầu của người ta nhưng mà nhu cầu của mình vẫn còn đang chưa được giải quyết nhưng mà cái điều mà tôi thấy được tuyệt vời ở đây nè anh chị À, tôi yêu cái hành trình này là bởi vì sao biết không? Những cái giá trị này giúp tôi tốt, tốt lên. Đầu tiên mình tốt lên, mình là chia sẻ cái này cho người khác và khi mình lại ngộ xong mỗi lần chia sẻ thì mình lại tốt lên nữa. Trời, mình nhiều khi mình suy nghĩ thật sự tuyệt vời luôn. Anh chị thấy không? Giờ anh chị chia sẻ, anh chị nghiên cứu một cái giá trị đó anh chị cho người ta nhưng mà giờ anh chị không tốt lên. Ví dụ như kiến thức về nấu gà này đi. Ăn gà ghét ngán không? nghiên cứu về mấy cái công thức là, 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 là nấu gà rồi cà ri gà cà ri cua rồi ăn nó béo phì dư mỡ mỡ nội tạng tại vì nấu phải ăn giờ nấu không ăn chứ cho ai ăn giờ anh chị nấu anh chị là giống như mỗi lần mà tôi thấy cô chú ấy mà làm mà toàn mời cả nhà cùng ăn thôi họ hàng sớm làng là tới ăn cùng anh chị chứ sao ăn hết trọi nấu toàn tô 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 thôi nè mà thấy hai cô chú cũng có vẻ như là đang thon thả dần lên anh chị ha đang thông thả dần lên luôn tại ăn dữ quá làm cái kênh đó chắc mấy năm rồi đó không biết nữa mà thấy làm mấy kênh là nút vàng nút bạc đồ cũng có tiền từ youtube này kia nhưng mà quan trọng là à, vẫn ngồi trong cái ngôi nhà à, chưa có gọi là khang trang lắm anh chị có thể là chưa xây thôi tôi nghĩ từ tiền từ mấy cái video là nhiều lắm anh chị thấy cái giá trị mà câu là bộ mình đang hướng cho anh chị gọi là để anh chị thứ nhất là giúp cho mình nè à. Thứ hai anh chị trao đi giúp cho cuộc sống người khác tốt lên và tôi chỉ cho anh chị nè. Nếu anh chị muốn gia tăng về tài chính ấy, hãy gieo hạt về tài chính đi ạ. À. Muốn có cái gì hãy gieo hạt đó. Hôm qua mình học rồi. Nhưng qua hôm qua tôi mới nói sơ qua có nghĩa là cũng nói nói kỹ rồi nhưng mà là đang phân tích anh chị một cái chiều sâu hơn. Mà công thức câu lạc bộ giúp cho cả ba khi cạnh thấy anh chị thấy anh chị gieo cho người ta anh chị có cả ba không? anh chị đang gieo hạt đó là anh chị đang 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 gieo thì anh chị có đó gieo vừa tài chính vừa sức khỏe vừa mối quan hệ mình tốt cái người ta cũng tốt luôn anh chị Nó tuyệt vời luôn gieo hạt tài chính nè muốn có tài chính thì mình gieo hạt tài chính muốn có sức khỏe mình gieo hạt sức khỏe muốn có uh, mối quan hệ tốt mình gieo hạt mối quan hệ tốt đi và ở đây có nên chị gieo nè bơi cái hạt đi gieo ạ. Chị nhiên thì gieo, cái hạt là công thức nấu gà đúng không ạ à? có mấy anh chị là còn video mấy cái công thức là tư vấn là tinh hoa gọi là ly ly hôn rồi hôn nhân này kia là mình nghe đầu tiên đấy anh chị nhớ nha nhớ lựa chọn cái nội dung mình trao đi nha nhớ lựa chọn cái giá trị mình trao đi nó rất là quan trọng bởi vì anh chị sẽ nói về nó rất nhiều nói về nó rất nhiều luôn hôm trước có chị hỏi tố em thế mạnh của chị á là chị hay khích lệ động viên những cái người nào mà hôn nhân lần một lần 2 không được hạnh phúc lần 3 sẽ được hạnh phúc tôi hỏi chị tính làm video marketing về nội dung đó hả ừ thế chị muốn gia đình chị lần 1, lần 2, lần 3 hay sao chờ đó là hồi học được hấp dẫn xong hỏi tôi câu đó ngất ngay luôn anh chị nên mấy anh chị nào học marketing học video marketing để giúp tôi chỗ này nha mấy anh chị doanh nhân rồi mấy anh chị doanh nhân giúp tú uh, hiểu chỗ này nha. Sắp tới tuần sau mình học marketing đó. Phải chọn cái nội dung nào tại vì mình cái cái chủ cái cách mà chúng ta lên nội dung chia sẻ làm video marketing rất quan trọng nói cái gì nhiều mà mình bị cái đó. đó Cái ngồi tư vấn là tư bảo hiểm <laughs> đúng không à Và tư vấn là xài mấy cái này kia cái kia, kia, kia nọ xong rồi phụ khoa này kia thôi toan rồi. Để nói nhiều quá muốn mình bị hay sao? Tại vì có thể ngày xưa anh chị không biết anh chị làm thì không sao. Nhưng bây giờ biết luật hấp dẫn mà mình còn làm ấy là nó bị nghìn lần đó. Nhưng mà anh chị thấy chúng ta nói về lòng biết ơn anh chị thấy mình vui mỗi ngày không? Mình đặc biệt nha. Khi anh chị làm video marketing ấy, nói lần chưa hay nói lần hai. Nói lần hai chưa hay nói lần ba mà mỗi lần nói lần tiền nó có nghe hàng lần. Nên hôm trước anh chị anh chị biết giai đoạn mà lúc mà cơ lạc bộ mới làm video marketing ấy có mấy câu nói phép màu ấy, trời ám thị nhau mỗi ngày anh chị, tiền về sau 24 giờ. Nó mỗi ngày luôn, trời ơi, nó về quá trời luôn anh chị. Tại vì mình nói mà Quay lần chưa hay nói lần hai Quay lần chưa hay nói lần ba Lần bốn lần năm lần sáu Cái mình ám thị vô Ám vô ám vô ám vô Tình chắc thấy Trời ơi, chủ nhân thích cái này Dạ vâng em cho chủ nhân về nhiều hơn Đặc biệt là mấy cái câu Nói phép màu là khách hàng Về như hơi thở Anh chị ám mình mỗi ngày luôn Cái xong khách hàng về như hơi thở luôn Tuyệt vời không ạ? Anh chị nghe xong có đam mê làm marketing không? Video marketing nha anh chị. Mê anh chị ơi mời mời ngay luôn hiểu chưa à chứ đừng có hiểu là trời cái này dễ mà lên livestream mấy hồi vô học làm gì hôm nay tôi mới nói anh chị nghe là, không biết là sao có thể là các anh chị đang ra quyết định là lưỡng lự là vô doanh nhân hay không và nhờ tôi nói này anh chị sẽ quyết định mạnh mẽ hơn đó có thể là các anh chị đang đang như thế cái này tôi chỉ nói trong lớp doanh nhân thôi cái phần mà lên nội dung ấy lên nội dung chia sẻ và lên tiêu đề á cũng marketing đó là chỉ có trong marketing chương trình doanh nhân tôi mới nói thôi. Hứng? Nên tự nhiên nói công thức ăn gà. Ăn hoài, ngán rồi nhìn tới gà ớn luôn. Như vậy anh chị nói cái này mỗi ngày anh chị thấy đam mê không? Anh chị càng nói anh chị càng hạnh phúc, anh chị càng nói anh chị càng vui, anh chị càng nói anh chị càng năng lượng. Gia đình anh chị càng hạnh phúc. Con cái thì ngoan ngoãn thông minh thiên tài. Giờ cho nói trăm năm cũng nói luôn á. Anh chị biết vì sao tôi đam mê giùm dùm và cho dù là như thế nào chăng nữa tôi vẫn dùm chưa. Bởi vì tôi hiểu được. Mình càng nói thì mình càng có, mình càng nói thì mình đang gieo cho mình nè. Nên là mình đam mê lắm anh chị. Giờ cho nói trăm năm cũng nói được. Ấy. <laughs> Đó nên cái đầu tiên anh chị nha. Cái quan trọng nè. Là cái phần tư duy cái phần mà giá trị bản thân của mình thứ nhất là anh chị học thông qua cái buổi dung của câu lạc bộ nếu anh chị muốn đi theo cái hướng mà tôi vừa nói là mình tốt và người khác cũng tốt lên và quan trọng là mình ngày càng tốt lên thông qua những cái điều mà mình phát triển mỗi ngày và mình cho đi mỗi ngày và thứ hai anh chị là từ bộ live stream từ bộ live stream nha anh chị nào chưa có bộ live stream 21 ngày của câu lạc bộ anh chị nhắn tin cho chủ nhóm mình để ghi chép đi ạ. nha ghi chép cái bộ 21 ngày ừ. chị là ai em không biết chị luôn á có chị Thí nga gì nè để là bạn của tú mà em không biết chị luôn á im lặng học và không ai hỗ trợ là không ai đo lượng kết quả đâu nha Thì anh chị nào có bạn gửi link dung cho mình thì nhắn tin cho người bạn của mình nha. Bộ 21 ngày bạn nhận từ, anh chị nhận từ trưởng nhóm của mình. Thứ nhất là tham gia Zoom cái thứ hai là ghi chép chuỗi 21 ngày. Được không, anh chị ơi. Ngày anh chị làm được không? À ừ. ok chị. Hay <laughs> muốn để tên Zalo, để tên để biệt danh là sao mà biết được. Đó. Ờ, cái cái phần mà về tư duy làm được không? Học Zoom với lại chép livestream có khó không ạ? À? có gì nó có khó gì so với những cái điều khó khăn mà anh chị đã trải qua đâu hay anh chị là cái việc mà chúng ta ngồi chúng ta viết ngồi im chỗ viết và vô ngồi học dâm tú nói anh chị có nói đâu có mỗi tay anh chị viết là mắt anh chị nhìn rồi não anh chị nhớ thôi nó có dễ không so với những cái khó khăn mà trước giờ anh chị bôn ba ở ngoài cuộc sống thì cái nào nó dễ hơn cái dễ hơn nha làm được không ạ à? ừ, anh chị nào chưa có cái chuỗi 21 ngày thì nhắn tin cho chủ nhóm của mình tại vì cái chuỗi 21 ngày anh chị nó là cái nền tảng gốc rễ nha Bao gồm cả tư duy Và trong đó có rất là nhiều kiến thức Bao gồm về tư duy, nhà quản lý tiền nè Rồi về họ luật hấp dẫn nè và những cái bí kíp ứng dụng hấp dẫn nè Đầy đủ trong đó hết chưa anh chị ta tí luôn ừ. Và hãy ghi chép một cách chỉnh chu nha Không có ghi ngoáy ngoáy ngoay Không mà ghi cho nó chỉnh chu vào anh chị Đây là những cái bí kíp và cũ âm chân kinh là Sau này để thừa kế là cho con cái mình nữa Anh chị ghi muốn con anh chị nhìn nó tưởng chữ <laughs> thưởng cái chữ chữ cái thời kỳ nào ấy vâng tuyệt vời <laughs> nha ghi làm sao cho rõ ràng đẹp vào tại vì tại vì sẽ có cái đến để dùng nè ok chưa chỉnh chu ghi chép có anh chị nào ở đây chép trên năm bộ rồi không anh chị nào chép trên năm bộ rồi từng câu từng chữ nha không phải là chép năm bộ mà theo kiểu viết tắt đâu từng câu từng chữ rồi cơ minh số 5 đi ạ à. năm bộ trở lên có khẳng định luôn anh chị mà chép trên năm bộ á là cực kỳ kinh khủng luôn nha thu nhập anh chị không nó mà dưới chín con số Rồi tôi nghĩ là đơn giản là ghi chép nhưng mà tâm trí để đâu thôi khẳng định anh chị anh chị nào mà chép trên năm bộ năm chu kỳ tôi thu nhập của anh chị nó phải nằm ở cái ngưỡng à nó còn cái bế thứ hai nữa có thể là anh chị thiếu cái bế thứ hai thiếu cái phần phần về giá trị cho cộng đồng ấy còn mà chép trên 5 bộ mà cộng với cái giá trị cho cộng đồng anh chị có nữa thì khẳng định thu nhập anh chị toàn trên chín con số rồi. Ừ. Đó. Nhớ là từng câu từng chữ nha. Cái phần mà Tú uh, giới thiệu về mình anh chị chỉ cần nghe thôi. Cái phần mà Tú chia sẻ thành công á anh chị không cần ghi ra anh chị chỉ cần ngồi uh, nghe Tú chia sẻ xong anh chị ra quyết định là thành công của là cũng là của mình. Anh chị chép phần kiến thức và tư duy nha, từng câu từng chữ. Ví dụ chép luôn. Tại vì không có ví dụ ấy, đọc cái tư duy đó không nhớ là ứng dụng sao hết trơn á. Đừng có chép ở chỗ mà tôi cười hi hi nha. Rồi tôi à ừ ừ anh chị chép vô á, không cần đâu ạ. Đúng rồi anh chị mà chép trên năm bộ mà mà gọi là cái cái thu nhập anh chị chưa chính trên chính, chính con số là nó thiếu nó nằm ở cái phần thứ hai khẳng định luôn còn nếu anh chị phát triển cái phần thứ hai lên khẳng định là thu nhập anh chị sẽ trên chín con số tại vì tú đi qua anh chị này rồi đúng không ạ à? ừ đơn giản không anh chị ơi và có một điều này nè mà tú đã đã khảo sát trên rất nhiều anh chị à, khi anh chị học dung với cường độ cao và bao chuyên với cường độ cao ấy mà trước giờ anh chị chưa bao giờ học cái cường độ cao như vậy học cái lượng kiến thức mà nó hơi mới mẻ mình một xíu mà với cái cường độ như thế thì nó sẽ có một cái trường hợp là mình sẽ hơi bị nỗ lực định đẳng một xíu anh chị ha. Vậy lúc này chúng ta sẽ làm gì à? Copy keep. Nó đây bị nỗ lực định đẳng bởi vì chúng ta chưa có nói ra, chưa có nói ra anh chị. kiểu như nó bị lộn xộn bên trong anh chị không sắp xếp được á. cứ chép xong rồi chép hết chu kỳ này qua chu kỳ kia thậm chí là mình chép dữ quá mà mình mình không có nói ra anh chị thành ra nó bị làm cho mình bị mất năng lượng bởi vì mình mình bị bị ngợp kiến thức ấy. Ừ. nên anh chị nào mà chúng ta đang đi qua giai đoạn đó để chỉ cho các anh chị nha đó là sao ạ các anh chị chúng ta bắt đầu nói ra nha chia sẻ bằng cách là các anh chị hãy học cái cách để mà chúng ta trao cái giá trị ra ngoài thị trường như thế nào và chúng ta cần phải học cái cách để khai phá con người bên trong của mình bởi vì các anh chị mới chép ấy là mới lý, thuy lý thuyết thôi nó chưa phải là ứng dụng thực tế đúng rồi phải chép và chia sẻ và đặc biệt anh chị phải vào trong nhóm rèn luyện doanh nhân, nhân để chúng ta làm những cái quy trình để mà mình khai phá con người bên trong của mình ấy. Thì các anh chị mới mới có cái niềm tin rằng là Những cái gì mình chép trong thời gian qua là Mình đã trải nghiệm trên chính, chính cái cơ thể của mình Và anh chị biết không Một cái quy trình nó bằng năm lần anh chị chép năm bộ live stream ấy. Là một cái quy trình trong vòng Tùy quy trình ha Có quy trình 60 phút, có quy trình 15 phút Và làm xong quy trình đó anh chị gọi là Mình ngộ ra được liền ngay Và mình bứt phá nhanh hơn anh chị chép là nhiều khi là vẫn là lý thuyết thôi anh chị chưa có biết ứng dụng á anh chị vẫn còn lơ mơ lơ mơ xíu là tìm thức và ý thức và cách giao tiếp rồi thôi miên rồi bí kíp rồi ờ, thế này thế nào thế kia nhưng mà khi anh chị mà làm quy trình nha là anh chị hiểu luôn tại vì trong quy trình đấy là anh chị vừa làm mà anh chị vừa có bài học sau quy trình đó rút ngắn là các bước anh chị cần phải ứng dụng như thế nào ừ. và bao trong số anh chị chúng ta muốn là mình thành công Càng sớm càng tốt đâu ạ. À. Mình muốn mình kinh doanh và mình thành công khi tuổi đời còn rất là trẻ. Còn những anh chị cô chú nào mà bây giờ ngoài 30, 40 ngoài 40 rồi thì vẫn có thể là thành công anh chị nha. Ừ. Thì các anh chị phải cần phải gì ạ? À? Khai phá được cái con người thường bên trong của mình anh chị. Tận dụng nó, sử dụng nó. vâng và sau khi mình xong cái bước phần về tư duy rồi anh chị chúng ta hãy học cái cách bắt đầu anh chị ha live stream cái chuỗi đó live stream trên facebook ấy facebook của mình nha anh chị nha và nếu mà các anh chị đã được học về marketing trong nhóm marketing của nhóm doanh nhân ấy các anh chị có thể xây dựng những cái kênh fanpage đây là bài tập nè thử thách nè anh chị vượt qua được thì tuyệt vời anh chị coi như là mình hiểu được và mình làm đúng luật thì mình có được những kết quả như mình mong muốn thôi còn bây giờ mình hiểu được mình không làm nữa thì thì chị của anh chị ha ừ. đó anh chị phải phải live stream à không ghi tên của chị nha à, ghi tên của anh nha ghi tên của anh ám thị anh chứ anh ghi tên em <laughs> bạn chưa vào nhóm nào sao ở trong zoom được bạn nhận link zoom ở đâu thì quay về đó để mà liên hệ với cái người gửi lên zoom cho mình nha không có anh chị nhỏ đây mà phòng zoom mở ra là zoom uh, zoom zoom kính mà phải có link zoom mới vô được chứ đâu phải live stream trên facebook đâu mà anh chị ở ngoài tương tác được rồi và các anh chị bắt đầu live stream lại trên trang cá nhân của mình hoặc là nếu mình có cái kênh ấy thì mình live stream trên đó mình chào anh chị ở cộng đồng anh chị Ừm Đây, tôi đang chỉ công thức thành công và các anh chị cứ bảo là anh chị khao khát thành công mà doanh nhân hãy cho chị lời khuyên. Hãy cho chị bí cái thành công đây đang chia sẻ nè. Là anh chị học các buổi Zoom của câu lạc bộ nghiêm túc. Ghi chép ai stream mà sau đó làm live stream. Ừ. Live và chia sẻ là cho những cái người mà họ đang mong muốn thay đổi cuộc sống của họ. nhiều người họ đang mong muốn theo cuộc sống của họ mà mà mình không xuất hiện anh chị mới là họ không có biết nếu anh chị mong muốn cầm tay chỉ việc ấy thì các anh chị vào nhóm rèn luyện doanh nhân đi rồi câu lạc bộ và tú sẽ chia sẻ anh chị cái cách nha anh chị nha ừ. và khi mà đã học được rồi các anh chị phải bắt tay vào làm ngay nha bắt tay vào hành động ngay anh chị đừng có để cho nó nó cứ gì à. Live stream chị ơi livestream hay tuyên bố hay ấm thị livestream tuyên bố là sao chị ừ. ok không ạ à? live livestream lại và chia sẻ lại không có những cái nền tảng mà mình đang có đừng linh gì anh cái uh, nhóm rèn luyện đâu có dành cho tất cả mọi người đâu nhóm rèn luyện chỉ dành cho anh chị nào khao khát thôi nếu anh chị nào khao khát thì hỏi chủ nhóm mình để biết điều kiện tham gia được không ạ à? Cái nhà này đâu phải là dùm dành cho tất cả mọi người đâu. Chỉ dành cho những anh chị nào khao khát thành công thôi. Đúng rồi. Nên là các anh chị phải làm ngay, hành động ngay khi đã có chiến lược rồi. Phải làm ngay. Đây là thực tế nè. Nếu anh chị hỏi là làm sao cho chị cộng đồng được. Anh chị thấy thực tế không? Chứ có nói gì lý thuyết đâu. Các anh chị có thể là vừa làm việc. Cái công việc hiện tại của mình. Và chúng ta vừa dựng ghi chép livestream vừa học dùm và mình chia sẻ lại. Bao trong số anh chị nắm được ạ? À? Và đặc biệt nha, khi anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân ấy, thì anh chị sẽ được học cái chiến lược để mà mình đưa những cái gì à? Cái giá trị của mình ấy, đến cho nhiều người biết hơn. Nhiều anh chị nói như vậy nè chị là chị thích trao với chị cộng đồng lắm nhưng mà chị là chị không thích livestream chị là chị thích trao với chị cộng đồng lắm nhưng mà chị không thích làm video video marketing đó anh chị chị sợ mình nổi tiếng chị sợ xuất hiện trên cái uh, các nền tảng rồi uh, mạng xã hội rồi nổi tiếng này kia dạ vâng không phải là chị không thích đâu không phải là chị chị không phải là chị không thích đâu mà do là chị chưa thích thôi nếu mà anh chị bảo là anh chị muốn trao với chị cộng đồng á nhưng mà anh chị bảo là Ờ uh, Ờ, chị chỉ thích đi chia sẻ sản phẩm dịch vụ thôi chị không thích trao giá trị cho cộng đồng đâu nên nó có bị ngược không nó bị ngược không ạ à? cả bảo là muốn trao giá trị cộng đồng nhưng mà bảo livestream stream trao giá trị thì không chịu chỉ thích là cầm sản phẩm đi giới thiệu từng người thôi ừ? Giống như bây giờ các anh chị đang có một cái giá trị tuyệt vời đi. Các anh chị có mong muốn là có nhiều người biết tới nó không? Ví dụ anh chị đang có một cái giá trị tuyệt vời. Anh chị có mong muốn là nhiều người biết tới không ạ? À? Bởi vì các anh chị thấy nó hiệu quả quá. Giá trị nhà tuyệt vời quá. Các anh chị mong muốn là mọi người ở không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới có thể biết được những cái giá trị Nhật của mình, những cái sản phẩm dịch vụ Nhật của mình. Nếu mà các anh chị chỉ nói bằng miệng thôi Nghĩa là mình giới thiệu một người, hai người thôi Thì các anh chị sẽ không nào giúp được nhiều người đâu Nếu mà trong một tí mà các anh chị nói chuyện với một người thôi Thì trong một ngày anh chị nói nói cao lắm là năm người thôi Chỉ trao được cho năm người thôi Nhưng nếu mà chúng ta muốn giúp đỡ thật nhiều người nha Xây dựng cho mình một cái cộng đồng thật là lớn Trong thời gian thật là nhanh, thật là ngắn Thì các anh chị phải biết tận dụng mạng xã hội cái với, cái phần về tư duy là mình xong rồi nha bây giờ mình đang nói cái phần về trao á chị cộng đồng nè hai cái phần này cộng lại sẽ ra những cái gì mà chúng ta nhận được trong cuộc sống của mình đó thu nhập chín con số 10 con số tài sản lớn những chuyến du lịch vòng quanh thế giới của cái vật chất vô hạn được không ạ à? không ai sinh ra mà giỏi công nghệ cho anh nha tất cả đều học và rèn luyện hết á quan trọng mình có lý do thôi. Cho nên nếu anh chị muốn cái với cái phần mà về trao chị cộng đồng mà tăng lên, tại vì khi anh chị vào môi trường câu lạc bộ thì anh chị tăng lên cực kỳ nhanh luôn, tại vì dùm liên tục mà livestream anh chị được tắm mình trong kiến thức và tư duy liên tục, nó sẽ tăng là rất là nhanh, nó sẽ tăng cực kỳ nhanh anh chị. Nhưng mà nếu cái với nếu mà cái phần mà giá trị trao cộng đồng mà không tăng kịp ấy, thì tiền anh chị kiếm nhỏ giọt lắm. Đây là tôi ví dụ nha đây là cái tư duy phần tư duy này anh chị tăng lên rất là nhanh băng băng tại vì ngày nào cũng trao mà ngày nào anh chị cũng học mà học dâm sáng dâm trưa dâm tối học cả tuần luôn Livestream thì chép xuyên tuần xuyên ngày luôn đúng không ạ đây còn phần cho chị cộng đồng anh chị cứ <cười> từ từ <cười> thì thành ra là sao ạ thu nhập anh chị nó sẽ như nào hai cái vế này mà nó không tăng liên tục nó không tăng bằng nhau nha dạ vâng thì cái phần tiền nó cứ nhỏ dọt thôi 10 triệu 20 triệu 30 triệu 20 20 30 40 50 vòng vòng đi chỗ này thôi bao trong số anh chị hiểu chỗ này à Nên là hai cái này phải tăng song song thì cái thu nhập mình mới tăng song song được nó nhiều chị nói chị chị không thích livestream chị không thích làm video luôn chị sợ nổi tiếng á phải kiếm tiền nhỏ giọt thôi chứ tư duy tăng liên tục như thế tắm mình trong kiến thức rồi tư duy giá trị quá trời luôn mà không chịu tăng cái phần mà giá trị cho cộng đồng rồi sao mà nó thỏa mãn đúng cái quy trình của nó mà ra được cái chỗ mà thu nhập được nên chị biết tận dụng mạng xã hội nha chứ mình nếu mà các anh chị cứ chia sẻ giới thiệu kiểu một một ấy OK thì cũng được nhưng mà nó được vài người thôi họ ở trong mối quan hệ anh chị đang có thôi, người thân, người nhà, bạn bè anh chị thôi, xong rồi hết rồi. Nhưng mà với mạng xã hội bây giờ anh chị, một cái tú đang quay là quay trên YouTube, một cái là trên nền tảng Zoom, một cái là nền tảng Facebook đúng không ạ, fanpage, TikTok, thì trong một tiếng rưỡi mà tú chia sẻ anh chị nãy giờ là mình đã trao cho hàng nghìn người họ đón những giá trị của mình rồi. Mà đâu phải là dừng lại đó đâu Mà ngày mai ấy, những cái video đó Những cái live stream chia sẻ của tôi lại tiếp tục chạy đến những người mà đang cần Đúng không chạy quảng cáo nha Mà khi mà anh chị có thì những cái giá trị trên những cái nền tảng đó là tự họ sẽ phân bổ về luôn Lượng tiếp cận sẽ tăng lên Thậm chí có nhiều anh chị biết anh Tú mà xem video hồi 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 đầu hồi đâu năm 2020, 23 ba anh chị. Chứ không phải là những cái video bây giờ đâu. Tại vì nó vẫn liên tục ở trên nền tảng mà đâu có mất gì đâu. Còn ví dụ anh chị trao giá trị cho một người Anh chị nói chuyện với một người đi Kết thúc cuộc nói chuyện đó xong rồi Đâu có lưu rồi đâu Phải Cuộc nói chuyện là với cái người này mà Sao bê mà đi copy cho người khác nghe được Đối nào mà đang nói chuyện với người A Về cái vấn đề này Mà tự nhiên anh chị đi bê Chị xem cái này đi Em giải quyết cái vấn đề tư vấn cho cái người này giống như chị rồi Nhưng mà có phải là với cái kiến thức mà tôi đang chia sẻ với các anh chị thì bất kỳ ai cũng có thể xem được không? Với tôi đang chia sẻ giống như là đang đứng ở một cái hội trường 1.000 người và đây là cái kiến thức chung. Không phải là cá nhân hóa một trường hợp nào hết. Anh chị hiểu không ạ? À? Nên là tại sao những cái video của tôi anh chị ha? Nó toàn là bốn mươi mấy nghìn người xem, thậm chí là bảy mươi mấy nghìn người xem. Live stream của tôi trên những cái nền tảng. Tuyệt vời không ạ? À? Các anh chị có muốn chạm đến hàng trăm nghìn người không ạ? À? Thậm chí hàng triệu người họ biết tính những giá trị của anh chị không? Trong một giờ hoặc hai tiếng thôi Còn giờ hai tiếng anh chị nói chị nhận với một người thì coi như xong rồi Một tiếng hoặc hai tiếng Nói chị nhận với ba bốn người thôi là Coi như giá trị Tiêu di thì tăng coi như là véo véo Giá trị thì Nhiều khi là hôm nào mà nghỉ ngơi Là không trao nữa hôm nào mà hôm nay nghỉ ngơi không không nói chuyện nó không nhắn tin nữa là coi như là dừng luôn tư duy thì vẫn tăng thu nhập nó cứ mười hai mươi ba mươi mười hai mươi ba mươi hiểu chưa anh chị ơi nó phải tận dụng nha trời ơi, có mạng xã hội cực kỳ tuyệt vời luôn anh chị phải tận dụng chứ cho nên là các anh chị phải học chiến lược về marketing anh chị trong nhóm đều doanh nhân hỏi cách để làm video nè làm kênh youtube nè xây dựng những cái kênh mạng xã hội nè tiktok fanpage nè để cùng một lúc ấy khi các anh chị livestream stream ấy, các anh chị quay một cái video ấy, anh chị đăng lực lên lên tất cả nền tảng luôn thông minh không ạ? À? Biết ơn thật sự ở biết ơn mình sinh ra trong cái thời kỳ mà quá nhiều những cái điều kiện thuận lợi để giàu có luôn anh chị. Thời kỳ này mà mình không giàu được là lỗi do mình rồi anh chị ơi. Sinh ra thời kỳ trước khi internet chưa về Việt Nam mà sao chơi được, sao xài được, sao tận dụng được? bây giờ mà nói gì thôi mà còn mấy cô chú trong phòng dâm buồn nữa nói nói thế như như nói cô rồi đó mà tôi đang nói để động viên nhé anh chị nào mà chúng ta đang ở độ tuổi là nhiệt huyết và từ gọi là kể cả 60 cũng được luôn á thật sự là những cô chú mà vẫn còn khỏe anh chị 60-70 vẫn làm được bình thường mà. Anh chị biết mẹ của bác Elon Musk không ạ? Siêu mẫu Mẹ của ba tỷ phú đó anh chị Ba người con đều là tỷ phú hết luôn Trời nói tới nói dài gà luôn anh chị <laughs> Và mẹ của bác có một cộng đồng cực kỳ lớn anh chị ha Bác kinh Cô cô kinh doanh cái gì Hay cô có sản xuất ra xuất bản ra những quyển sách nào thì coi như cháy hàng hết mà cô vẫn làm marketing nha cô vẫn là gặp fan Up fan bình thường nha like fan ở trên các nền tảng bình thường livestream chia sẻ đăng bài chia sẻ cuộc sống của mình sống mua tuổi rồi đó anh chị làm được hết quan trọng mình đừng có giới hạn tuổi tác của mình nha mình học về sức mạnh tiềm thức rồi tuổi tác ấy nó không nói được cái điều gì đâu anh chị nó chỉ thể hiện một cái điều thôi đó chính là chúng ta ngày càng thông thái hơn Chứ không phải là tuổi tác nó sẽ nói rằng là mình đang dài đi đâu anh chị ha. Cái sự tuổi tác nó phụ thuộc vào suy nghĩ của mình đó. Cho nên là tôi cảm thấy biết ơn mình sinh ra đúng cái thời kỳ này và tôi nghĩ là nó là một cái thời điểm phù hợp với tất cả mọi người luôn. Cho nên là quan trọng nè. Cái giá trị mà mình bây giờ mình có giá trị rồi, mình có được một cái giá trị tuyệt vời mà quan trọng ai trao đi cho thị trường nhiều hơn thì người đó kiếm nhiều tiền hơn thôi. Cho tú trao đi nhiều hơn nè anh chị khóa chờ những cái nền tảng luôn thay vì bây giờ các anh chị bán được 10 đơn hàng thì tôi bán được một nghìn đơn hàng gấp 10 lần gấp nghìn lần thì theo anh chị gấp một trăm lần như vậy thì tiền tạo ra nhiều không ạ à? nên nếu các anh chị không biết tận dụng không biết là tận dụng internet nha nó cực kỳ phí luôn cho nên những anh chị nào mà chúng ta muốn tạo ra cái nguồn thu nhập lớn ấy và muốn tạo ra cái giá trị lớn ấy, muốn tạo thu nhập lớn thì các anh chị phải tạo ra cái giá trị lớn thì hãy học marketing đi ạ à hãy xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên internet hãy sử dụng tất cả những cái nguồn lực trên các nền tảng marketing những nền tảng mạng xã hội tại vì nó hoàn toàn miễn phí mà youtube facebook tiktok zalo kia miễn phí đó mà anh chị đâu có phí đâu đâu có tính phí đâu mà anh chị không làm phí không ạ à? anh chị không làm mà nó phí nó không thu phí mà anh chị không làm mà anh chị phí quan trọng anh chị có muốn làm hay không thôi chứ công thức câu lạc bộ có nè anh chị vào nhóm rèn doanh nhân và cầm tay chỉ việc cho anh chị luôn cho dù anh chị kinh doanh lĩnh vực nào rồi, thì cũng sẽ gì ạ công thức chung là dù kinh doanh lĩnh vực nào thì chúng ta cũng phải đều tiếp cận được nhiều người nhiều người anh chị ha phải tiếp cận được nhiều nhiều người phải mở rộng thị trường của mình thì cái đó anh chị giàu hơn kinh doanh lĩnh vực nào cũng vậy nha sản phẩm nào cũng như vậy thôi tức vậy thì tất cả mọi thứ nó phụ thuộc vào là Ngay có cộng đồng lớn hơn thì người đó giàu hơn và tôi đã lựa chọn cái giá trị mà coi lạc bộ và tôi đang chia sẻ anh chị liên tục gia tăng cái giá trị mà về những cái bộ công về cái bộ công thức thành công về cả ba khía cạnh mình vừa tốt lên Người khác cũng tốt lên và mình mang mình học về marketing mình mang giá trị đó giúp cho đỡ th cho thật nhiều người được anh chị ơi cho nên chị nào mà chúng ta học ấy mình vào ngay bây giờ đi anh chị. Ngày mai là mình học về cái bí kíp để mà mình coi à? gia tăng được số lượng khách hàng của mình rồi. Mà số lượng khách hàng mình tăng lên thì cái gì tăng lên anh chị ơi? Doanh thu tăng lên mà doanh thu tăng lên thì lợi nhuận tăng lên. Nó sẽ giải quyết được, nó sẽ đáp ứng được những cái mục tiêu mà ban đầu chúng ta nói với nhau đi đi Nam, đi châu nè, đi ngắm Bắc Cực Quang nè, đi Úc, đi Canada, đi Mỹ nè, đi Hàn Quốc, Nhật Bản nè sẽ được giải quyết giải quyết được khi mà bài toán về số lượng khách hàng anh chị tăng lên, nhân thôi anh chị tăng lên thì lợi nhuận anh chị tăng lên. quan trọng là bây giờ có khách hàng rồi bán sao? chào anh chị sao? mà người ta trở thành những cái người khách hàng yêu thương cái mến tin tưởng mình, họ dùng sản phẩm của mình chọn đời chứ không phải là cứ gặp người ta cái bán là họ mày mua đâu, người ta sợ mình luôn á. Cho nên là anh chị phải có môi trường bởi vì nhiều khi anh chị học những khoa học bên ngoài anh chị gia tăng giá trị bản thân mình ấy. Thì học 3 ngày xong anh chị ngừng. Thì mà ngừng một cái thì sao? Giá trị tụt xuống, tư duy tư duy tụt xuống. Giờ có đi trao ngoài kia ra ngoài thị trường đi bao nhiêu cái thị trường. Rồi đi phát tờ rơi làm live stream mà cái giá trị tư duy mà bị giảm xuống rồi thì tiền nó giảm theo. Cái phần tư duy và giá trị trao ra thị trường nó phải song hành với nhau. Thì thu nhập mới tăng liên tục được anh chị phải tốt nghiệp chỗ này nha một trong hai cái mà nó chậm cũng không được phải hai cái song hành với nhau phải hai cái băng băng tiến nghiệp phía trước cả hai cái nó phải đều tăng liên tục chứ nhiều anh chị đi học xong học 3 ngày về xong thấy hay quá lên làm uh, đi chào với chị cộng đồng đi nói với trời nói luôn xong cái phần này nó không tăng nữa thì tiền nó giảm thôi Và tất cả những cái như là chiến lược về bán hàng, chiến lược về marketing, chiến lược đàm phán chiến lược để làm sao anh chị có được một cái cộng đồng lớn và những chiến lược kinh doanh đó anh chị làm sao mà mình ít vốn ít mối quan hệ ít vốn mối quan hệ ít kiến thức mà mình vẫn gì à? vẫn có thể kinh doanh được có chiến lược anh chị nha bao trong số anh chị cho phép mình có mặt trong nhóm ràng luyện doanh nhân vào trưa ngày mai ạ? À. vào lúc 12 giờ anh chị hai ngày duy nhất là anh chị ơi học những cái chiến lược để bùng nổ và tiếp cận được số lượng khách hàng gọi là vô hạn thì danh số anh chị gia tăng vô hạn thôi quan trọng là các anh chị học phải hành ha vâng thì các anh chị hãy hỏi chủ người nhóm mình cái điều kiện tham gia nha được không ạ để mình liên tục làm sao giá trị mình tăng rồi trong các buổi zoom mời các cái live stream chuỗi live stream của câu lạc bộ thì bây giờ phải học cách để trao ra thị trường sao nè để hai cái nó tăng lên liên tục chứ cái đi mà cái đứng im thì xong rồi cái liên tục gia tăng mà cái đứng im thì không được cả hai cái phải cân bằng với nhau thì nó sẽ ngày càng thu nhập anh chị sẽ ngày càng tăng lên ok không ạ môi ừ? trường câu lạc bộ tạo điều kiện cho các anh chị đăng ký học một lần anh chị đăng ký vào anh chị học với là anh chị được học tập trọn đời luôn đặc biệt nếu mà anh chị đăng ký học vào ngày ngày mai á có mà trong nhóm luyện vào ngày mai ấy, thì sao ạ à? Mình được tặng cả cái Ờ, chương trình về marketing vào tuần sau luôn được tặng cả nhóm 90 ngày nha anh chị ừ. giờ học đâu cũng vậy anh chị ơi và chia sẻ là câu lạc bộ không có bán khoa học nha mà ở đây các anh chị vào học với các anh chị chỉ cần có cái sự cam kết về mặt thể chất và sức khỏe thôi câu lạc bộ sẽ thiết kế cho các anh chị cái bộ công thức chăm sóc cái năng lượng và sức khỏe của anh chị chứ không bán khoa học nha ừ khi mà anh chị bước vào nhóm rèn luyện doanh nhân ấy thì anh chị sẽ có cái sự cam kết về mặt sức khỏe của mình sẽ có những cái chương trình dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe của anh chị còn anh chị học là kiến thức anh chị học và học cả đời cầm tay chỉ việc cho anh chị luôn hướng dẫn với anh chị ứng dụng và triển khai cái phương trình trao giá trị cho cộng đồng làm sao làm video sao làm livestream sao làm kỹ năng sao phải có kỹ năng nói chuyện với đám đông làm sao gia tăng cái chị bản thân mình lên làm sao dùng sức mạnh tinh thức và luật hấp dẫn để mà mình có thể là gì tôi luyện mình trở thành một cái con người tự tin một cái người có giá trị mỗi ngày nha tuyệt vời không ạ à? chứ là sự để có được cái sự tự tin anh chị trả bao nhiêu tiền cũng không vậy cũng không có được đâu bởi vì tôi thấy tôi biết có rất là nhiều anh chị học những khóa học phải chị bản thân nhưng mà đâu có được đâu vẫn rụt rè như thường vẫn sợ đám đông như thường tại vì mình không mình không có thực chiến anh chị thậm chí có nhiều anh chị bỏ tiền trăm tiền tỷ học luôn á nhưng mà cuối cùng mà vẫn cái 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 vấn đề mình đang cần phải cải thiện thì nó cũng không tốt lên đó cho anh chị thật sự là mong muốn nhận được những cái công thức và quy trình cũng như những cái chiến lược như tôi vừa nói thì hãy cho phép mình có mặt trong nhóm đại luyện vào trưa ngày mai anh chị nha ừ. anh chị sẽ được tặng cái lộ trình và cái chương trình hướng dẫn lộ trình marketing nè, lộ trình làm video nè, làm live stream nè, cái lộ trình để anh chị biến cái giá trị của mình đang có, mình đang học mỗi ngày làm sao để mà mình tiếp cận được nhiều người nhất, giúp cho họ có được cái mối quan hệ tin cậy thân tình với mình để họ trở thành đối tác khách hàng của mình, chọn đời, ok không ạ? À? Ừ. Nếu anh chị nào muốn bước phá nha về tiền về thu nhập ấy, thì công thức đã có rồi, đã quan trọng là các anh chị hãy cho phép mình có mặt trong nhóm rèn luyện được anh chị ơi đặc biệt khi anh chị vào nhóm rèn luyện anh chị còn được học về những cái xu hướng nữa năm 2024 có những xu hướng kinh doanh nào rồi sẽ có những cái mô hình kinh doanh như thế nào các anh chị phải học và những cái này là không ai nói cho anh chị nghe đâu đúng rồi được tặng ebook nữa anh chị nha ebook là gì xíu anh chị hỏi chủ nhóm mình đi tại vì giờ không đủ giờ tôi không có triển khai và chia sẻ anh chị ebook mà chúng ta được tặng là gì ha đó những kiến thức mà câu lạc bộ chia sẻ là hầu như không có trên mạng xã hội cho anh chị tại à vì nếu mà có thật sự quan trọng rồi anh chị đâu ứng dụng được đâu có nhiều anh chị học trên youtube này kia ứng dụng có ra đâu cho anh khi gặp câu lạc bộ ok không ạ à? đó thì anh chị thật sự mong muốn tham dự thì mình hãy hỏi trưởng nhóm của mình điều kiện tham dự vào trường ngày mai anh chị nha ok rất là tuyệt vời và quan trọng nha chúng ta phải học cái cách để mà lựa chọn mô hình kinh doanh làm sao cho nó phù hợp với cái nguồn lực kinh tế của mình nó Rồi những chiến lược phù hợp để mà mình kinh doanh trong thời kỳ này. Không thể nào mang cái tư duy cũ, kiến thức cũ mà đi kinh doanh ở thời kỳ này được anh chị ha. Đầu tư cho trí thức, trí tuệ là đầu tư sinh lợi nhuận nhiều nhất đó. Mã này không bán khoa học nha. Mà anh chị còn có sức khỏe nữa. Vừa học vừa năng lượng anh chị. Bao trong số anh chị và nhóm thì luyện thấy mình năng lượng hơn rất là nhiều đó. Tinh thần mình nó cũng uh, năng lượng hơn, mình học tập trung hơn đâu anh chị. Ừ. Quá trị giá trị luôn Nên là theo quyết định anh chị ha Rồi vô cùng tuyệt vời Thì đó chính là cái nội dung tôi muốn chia sẻ Các anh chị trong buổi tối hôm nay Và Rất là mong muốn là các anh chị chúng ta sẽ ra quyết định Là mình sẽ mặc trong nhóm rèn luyện vào trưa ngày mai Để cùng với tối và câu lạc bộ Cùng nhau chúng ta sẽ Thiết kế và có một cái hành trình Tuyệt vời, một hành trình thành công Bùng nổ trong năm 2024 này Để chúng ta sẽ thực hiện Tất cả những mục tiêu mình mong muốn như hồi nãy mình vừa nói với nhau và đạt từ tất cả mục tiêu anh chị đã đặt ra trong cái bản tầm nhìn của mình. Được không ạ? À? Rồi, rất là cảm ơn tất cả anh chị. Chúc tất cả chúng ta có một cái hành trình thành công vô cùng tuyệt vời. Rồi, xin chào và tất cả anh chị em, hẹn gặp tất cả anh chị em vào 12 giờ trưa ngày mai trong nhóm rèn doanh nhân nhé. Bye bye. I love you.